Thưa các bạn, một câu chuyện xoay quanh mối tình giữa chàng trai trẻ Bùi Dã và Trần Đào. Đêm trước ngày đính hôn, Trần Đào bắt gặp bạn trai ngoại tình nên lập tức thu dọn hành lý, chuyển đến nhà cô bạn thân Trương Tiểu Ngư. Sau khi được cô bạn thân dẫn đi uống rượu giải sầu, không ngờ sáng ngày hôm sau thức dậy, cô lại ở trên giường của Bùi Dã, là thành viên của đội tuyển bơi lội. Vâng, câu chuyện tình yêu chị em thú vị này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này trên kênh YouTube Top truyện hay qua giọng đọc của anh Lê nhé. rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn đăng ký kênh để tìm truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Trần Đào và Bùi Xã yêu nhau là bắt đầu từ tình một đêm. Khi đó, ngày đêm trước ngày đính hôn, cô bắt gặp bạn trai ngoại tình nên lập tức thu dọn hành lý, chuyển đến nhà bạn thân cô, Trương Tiểu Ngư. Yêu nhau 8 năm, có nằm mơ, Trần Đào cũng không ngờ rằng có một ngày cô và Hà Trấn Hưng sẽ đi đến bước đường này. Cô xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Đến khi trên bàn chất đầy vỏ rượu, cuối cùng trên Tiểu Ngư cũng không chịu được nữa. Trần Đào Vì một tên cặn bã ngoại tình mà buồn bã đến mức này Cậu thấy có đáng không Không chỉ tiền thưởng của tháng này đi tong Đến tiền lương cũng bị trừ mất 3 triệu Trương Tiểu Ngư nheo mắt nhìn cô Tiếp tục tính Ừ Lại còn thêm đống rượu trên bàn Cộng cả lại cũng khoảng 5 triệu rồi nhỉ Đừng quên là cậu còn phải trả tiền phòng nữa đây nhé Trần Đào nghẹn họng cúi đầu nhìn bình rượu trong tay Tim bỗng cảm thấy đau nhói Trương Tiểu Ngư giành lấy bình rượu trong tay Trần Đào Lôi cô từ sofa dậy sau đó kéo cô đi về phía phòng ngủ vừa đúng hôm nay là cuối tuần cậu đi tắm trước đi sau đó thay quần áo rồi trang điểm làm gì trên tiểu ngư dừng lại một lát quay đầu thần thần bí bí nhìn trần đào cười đưa cậu đi tìm niềm vui mới sau đó trên tiểu ngư trang điểm cho trần đào rồi kéo cô đến bể bơi của viện thể thao trần đào nghìn vạn lần không thể ngờ tới niềm vui mới mà trên tiểu ngư nói thật ra là đi tìm đàn ông Ai cũng biết trong viện thể thao Đâu đâu cũng toàn là mấy anh đẹp trai Cơ thể vạm vỡ, muối bắp đầy đủ Mà ngắm trai đẹp Chắc chắn có thể làm cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn Đàn em hồi học cấp 3 của Trương Tiểu Ngư Đưa hai người bọn họ vào bể bơi Trần Đào dẫm chân lên mặt sàn ẩm ướt Khi đi đến bên cạnh mép hồ Thì va phải một người Người đó loạn choạng, suýt chút nữa thì rơi xuống hồ bơi phía sau Nhưng rất nhanh sau đó Cậu ta đã đứng vững lại còn đưa tay giữ giúp cô đứng vững, lại còn vô cùng quan tâm hỏi han cô. Chị không sao chứ? Giọng nói siêu hay, trầm trầm lại pha thêm chút khàn khàn nam tính. Tim trần đào hẫng một nhịp, vội ngẩng đầu lên xem. Đối diện là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đường nét ngũ quan hoàn hảo. Cậu ta cao ơi là cao, có khi cô đi thêm giày cao gót 8cm cũng chỉ đứng đến mũi cậu ta. Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu ta, còn có những giọt nước đang đọng lại trên cơ thể cậu ta nữa. Hạ Trần Hưng, người sáng nay còn khiến cô đắm chìm trong đau khổ, bây giờ đã bị Trần Đào cho ra chuồng gà luôn rồi. Trong đầu cô giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải có được cậu ấy. Trần Đào lắc lắc đầu. Không sao. Cậu ta cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Vậy là tốt rồi. Đợi đến khi người đó quay lại hồ bơi, cô vội vàng chạy đến bên cạnh trên tiểu ngư, hỏi đàn em của cô ấy. Người đó là ai thế? Hả? Bùi dã sao? Là thành viên chủ chốt trong đội bơi của trường em đấy Một trong những thành viên có triển vọng nhất trong đội tuyển tỉnh Đàn em của Tiểu Ngư còn rất nhiệt tình nói với cô Nếu chị Trần Đào thích Em cho chị số điện thoại của cậu ấy Trần Đào chấp chớp mắt nói Được Đàn em của Trương Tiểu Ngư Sau khi gửi số điện thoại của Bùi Giã sang cho Trần Đào Cũng đi thay đồ Rồi xuống bể bơi luyện tập Trần Đào và Trương Tiểu Ngư ngồi trên băng ghế cạnh đó, ngắm nhìn cặp phòng toàn là những em đẹp trai, vai rộng, chân dài, mắt sắp rớt cả ra ngoài đến nơi. Nhưng mà trong số những người ở đây, bất luận là ngoại hình hay trình độ bơi lội, bùi giã đều là người nổi bật nhất. Trần Đào nhìn bùi giã bơi qua bơi lại trong bể, cuối cùng quyết định cầm điện thoại, gửi lời mời kết bạn với cậu ta. Lời nhắn là, cảm ơn đã cứu mạng. Rất nhanh sau đó, bùi giã đã đồng ý lời mời kết bạn của cô rồi sau đó rất lịch sự hỏi lại bạn là vừa rồi cậu có đỡ tôi ở bên cạnh bể bơi à đó cũng được xem là ơn cứu mạng sao trần đào nhoẻn miệng cười nhắn lại cho bùi giã có chứ tôi không biết bơi nếu không may rơi xuống hồ nói không chừng cậu thực sự phải nhảy xuống cứu tôi ngồi cách một chiếc bàn và hai hàng ghế dài bùi giã đang gọi chữ dừng lại sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô ánh đèn trong bể bơi chiếu xuống người cậu ta nhìn đã mắt kinh khủng, thu hút chết đi được. Trần Đào nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực. Trên Tiểu Ngư quay lại, nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ như người bất hồn, bé nói. Đào đào, chạy đẹp và để ngắm, đừng có dành quá nhiều tình cảm báo đó. Đàn em mình từng nói, mấy người ở khoa thể thao, đa phần đều chỉ chơi bời thôi. Trần Đào bình tĩnh cất điện thoại đi. Mình biết mà. Lăn lộn trong xã hội vài năm rồi, cô tin là mình có thể phân biệt rõ ràng giữa tình cảm thật lòng và dục vọng trần đào và trên tiểu ngư ở bể bơi ngắm trai đẹp luyện tập cả một buổi chiều đến tầm chiều muộn đàn em của cô ấy quay qua gọi hai người bọn họ người trong đội muốn ra ngoài ăn nếu có chị rảnh thì đi cùng đi người đi theo phía sau cậu ta là bùi giã trần đào lịch sự hỏi lại vậy có phải là không được ổn lắm không không sao ạ chỉ là đi ăn với nhau vài người chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm thôi mà Bùi dã mắt sáng long lanh nhìn cô nói Chị, chị đi cùng đi Thế là cuối cùng Trần Đào với đám bùi dã Mấy người bọn họ cùng nhau đi đến cổng trường ăn thịt nướng Mấy người bọn họ Thanh niên trai tráng Vừa rồi mới luyện tập Tiêu hao mất một lượng năng lượng lớn nên ăn nhiều kinh khủng Xiên nướng vừa mới được bê ra Đèo cái đã hết rồi Bùi dã ngồi bên cạnh Trần Đào Nhanh tay nhanh mắt giành được không ít cánh gà nướng Đặt hết vào trong đĩa của cô Vì hôm sau là chủ nhật Bọn họ không cần phải luyện tập nên đã uống một ít rượu. Mới uống có vài ly mà bùi giã đã ngà ngà say rồi. Bùi giã quay qua nhìn Trần Đào, gió đêm thổi qua, ánh đèn trên đầu chiếu vào mắt cậu ta, sáng lâm lanh, nhìn vô cùng cuốn hút. Trần Đào không nhịn được nuốt đất mọt một cái, không cần vội, sắp rồi. Ăn xong trời đã tối hẳn, Trần Tiểu Ngư có việc nên gọi xe đi trước rồi. Những người khác cũng đang dục dịch đứng dậy đi về trường, chỉ có bùi xã là tụt lại hẳn phía sau đi cùng với cô trần đào quay qua hỏi cậu ta sao cậu không về cùng bọn họ muộn quá rồi chị đi một mình không an toàn em đưa chị về đột nhiên trần đào muốn cười ghê lần đầu tiên gặp mặt cậu ta đã muốn đưa cô về nhà nghĩ đến những lời trên tiểu ngư nói với cô buổi chiều khi ở bể bơi tự nhiên trần đào cảm thấy bùi xã cũng được đấy như vậy cũng tốt cậu ta chủ động trước chứng tỏ là cũng không có gì ràng buộc Hai người bọn họ cứ thế đi thêm một đoạn nữa Đến trước cửa hàng La Sâm Vẫn còn sáng đèn ở phía trước Trần Đào nói muốn mua thuốc lá Đưa bùi giã vào Sau khi đến trước quầy để ba con sói Cô hỏi nhỏ cậu ta Muốn hãng nào Bùi giã ngơi ra một chút Gì cơ à Trước đây cậu quen dùng hãng nào Tự lấy đi Trần Đào nghĩ một lát Chắc là còn trẻ dễ xấu hổ Cuối cùng rất biết điều đi ra chỗ khác nói Tôi đi lấy bình sữa Đợi lát rồi thanh toán một thể Kết quả là Trần Đào đứng ngay trước quầy thu ngân đợi một lúc lâu Đợi đến mức uống hết cả hộp sữa rồi Bùi giá mới cầm theo một cái hộp nhỏ qua đây Còn đòi để tự mình trả tiền Trần Đào thấy cậu ta tai đỏ bừng Bèn cười cười rồi nói Đi thôi Đối diện với cửa hàng tiện lợi có một khách sạn Bùi giã chắc kinh nghiệm cũng phong phú lắm Chứng minh thư lúc nào cũng mang theo trong người Đứng trong thang máy Không gian khá là bí bách Hơi thở tươi mát đót ra từ người cậu ta, hòa quyện với mùi rượu, tạo lên một bầu không khí vô cùng ám muội. Bước vào trong phòng, Trần Đào thuận tay khoa trái cửa lại, sau đó quay đầu hôn lên môi cậu ta. Nhiệt độ cơ thể từng chút từng chút một tăng lên, không biết từ lúc nào, Bùi Giá đã nắm lấy thế chủ động, bế bổng cô lên đi đến cạnh giường. Ngón tay cô lướt qua bộ ngực săn chắc của cậu ta, đối diện với đôi mắt trong veo nhưng lại chứa đầy dục vọng kia, Đột nhiên cô hiểu ra một điều Nếu như người mới đủ tuyệt vời Cho dù chỉ đơn thuần là vì dục vọng Cũng có thể khiến cho con người ta thoát khỏi đau thương Trong mối quan hệ trước đây Ví dụ như bây giờ Trong mắt cô chỉ có mình bùi dã vậy Người con trai 18 tuổi Cơ bắp vạm vỡ mối bụng hoàn hảo Tràn đầy tinh lực Chỉ là động tác có hơi thô bạo quá Trần đào khẽ kêu đau Cậu ta liền lập tức làm chậm lại chầm chậm hôn nhẹ lên chán cô Chắc là do mệt quá Cô cũng không biết mình ngủ tới lúc nào Tóm lại khi tỉnh dậy Trời đã sáng rồi Bùi giã cũng đã dậy Cậu ta đang nằm nghiêng người nhìn cô Chân đào uể oải bước ra khỏi chăn Đi về phía nhà vệ sinh Được rồi Cậu có thể về trường trước đi Lát nữa tôi đi trả phòng Còn chưa nói xong Chân đào đã thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân Sau đó cổ tay cô bị nắm chặt Kéo lại Hơi sững lại một chút nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn bắt gặp ánh mắt chứa đề sự ở mức của bùi dã cô khẽ nhướng mày hỏi còn có chuyện gì sao bùi dã lắc đầu ánh mắt hiện lên vẻ cố chấp nói chị em vẫn chưa có người yêu ý trong lời nói là đồ ngốc cũng có thể hiểu được cậu ta có ý gì trần đào thích thú nhìn cậu ta hỏi lại ý cậu là muốn thử yêu đương với chị đây nói thật trần đào không hề nghĩ rằng một anh trai hoàn hảo như bùi giã Lại có ý nghĩ muốn yêu đương nghiêm túc với cô Cùng lắm là tối qua thấy hai người bọn họ khá hấp nhau Khoảng thời gian này Cậu ta cũng đang cô đơn một mình Muốn lấy cô ra để giết thời gian Trùng hợp cô cũng có ý này Bùi giã có một đôi mắt rất đẹp Lông mi dài Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn cô chằm chằm Gật đầu một cách trịnh trọng Vâng Hai người bọn họ cứ như vậy xác định quan hệ yêu đương Trần Đào nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, sau đó lướt qua bờ vai vững chắc, cơ bắp cuồn cuộn, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc eo nhỏ gọn và chiếc bụng sáu múi kia. Chắc là do ánh mắt của cô quá lộ liễu nên khiến cho cậu ta không được thoải mái cho lắm. Cậu ta khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói: "Chị." Trần Đào bị câu "chị" này của cậu ta làm cho tim đập chân run, trong vô thức đưa tay ra dùng ngón tay vớt nhẹ bột đường từ ngực xuống đến bụng cậu ta yết hầu của bùi xã khẽ động đậy ánh mắt tối lại khẽ rên lên một tiếng trần đào đưa tay giữ lấy cổ cậu ta khóe môi khẽ nhách vẫn còn sớm thế này vậy thì thư giãn cùng chị đây thêm nát nữa đi mãi cho đến buổi chiều trần đào và bùi xã mới cùng nhau ra khỏi khách sạn sau đó đến Đi lao ở gần đó ăn cơm ăn xong cô đưa cậu ta về trường Xong xuôi cô quay người định rời đi Thì bùi xã lại nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại Chị Khi nào thì chị rảnh Em đi tìm chị Trần Đào ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bùi xã Sức lực cậu dồi dào như vậy cơ à Đúng là trụ cột của đội tuyển bơi lội Lại còn có cơ bụng sau muối cậu khác Bùi giã khẽ mím môi Ánh mắt toát lên vẻ ấm ức Em muốn hẹn hò với chị Không thể không nói Miệng của mấy cậu em trai này ngọt thật Dù biết đây chỉ là mấy lời nịnh nọt Nhưng tâm trạng cô vẫn tốt lên khá nhiều Trần Đào đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của bùi giã Yên tâm Nếu rảnh tôi sẽ liên lạc với cậu Chúng ta hẹn hò Lúc về nhà Trên tiểu ngư đã cầm chổi lông gà Ngồi đợi sẵn ở phòng khách Vừa nhìn thấy cô đã xông vào Trần Đào Thành thật khai báo Tối qua cậu đi đâu Trần Đào đứng dựa vào tường vừa thay giày vừa nói khách sạn cậu với em trai bùi dã kia ừ đúng rồi trên tiểu ngư trợn mắt bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn trần đào một lúc lâu mới nói được cậu có nhớ hôm qua lúc ở bể bơi mình nói gì với cậu không trần đào đi đến bên sofa sau đó ngồi xuống thuận tay lấy nốt nửa chai rượu còn thừa trên bàn uống một ngụm lớn nhớ chứ nhưng mình không để tâm cậu ấy cũng vậy đôi bên đều có lợi. Trên tiểu ngư ngồi đối diện với Trần Đào, khẽ thở dài một cái, như thể là cô ấy đã dẫn cô đi nhầm đường rồi vậy, làm cô buồn cười chết đi được. Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng không chịu được nữa, tiến lại gần cô. Vậy, cậu thấy thế nào? Trần Đào nghiêm túc hồi tưởng lại rồi trả lời. Thể lực tốt, cũng rất đẹp trai, nói chung là duyệt, còn có thể cho mình cảm nhận được những thứ mà trước đây chưa từng được cảm nhận qua ví dụ ở bên cạnh người gầy nhom ốm yếu như hà trần hưng lâu như vậy rồi nên cô mới không biết thì ra cơ ngực khi không gồng lên thật ra lại có thể mềm mại như vậy trong khi trần đào vẫn còn đang hồi tưởng lại trên tiểu ngư lại nói thêm đúng rồi tối qua hà trần hưng đến tìm mình nói anh ta muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu chặn cả số điện thoại với tài khoản mạng xã hội của anh ta rồi hà trần hưng trần đào cười lạnh một tiếng cảm thấy vô cùng khó tin anh ta ngoại tình, còn đưa người ta về phòng ngủ trong nhà mới của hai người bọn họ, bị cô bắt tại trận. Thế này rồi còn có gì để nói nữa. Không cần quan tâm đến anh ta, cậu cứ chặn luôn đi là được rồi. Lúc lấy điện thoại ra, Trần Đào mới thấy bùi giá gửi cho cô mấy tin nhắn liền. Chị về đến nhà chưa? Về đến nhà, nhớ nhắn tin lại cho em. Chị, em mới tìm được mấy cái avatar đôi, chị xem thử xem thích cái nào, chúng ta cùng đổi. Không ngờ đến, chỉ là một đoạn tình cảm trên danh nghĩa mà Bùi Giã cũng có thể diễn đến với cô mức này. Cuối cùng, trận hành mèo Jackdon và chú chó Simon. Trần đào thay ảnh xong, sau đó ấn bàn trang cá nhân của Bùi Giã xem thử, đã thấy cậu ta đổi xong trước cả cô rồi, đã thế còn đăng lên cả vòng bạn bè. Thích mèo ghê. Đăng kèm ảnh chụp màn hình cô đã thay đổi ảnh đại diện. Biệt danh cậu ta đặt cho cô là một cái tên rất thân mật, đào đào. Lý trí mách bảo cô, chắc chắn bài đăng này chỉ để riêng cho mình cô thấy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất ngờ vì cách cậu ta công khai thẳng thắn như vậy. Đợi đến khi cô định thần lại, ngón tay bất tri bất giác di chuyển đến chỗ đổi biệt danh, đổi tên cậu ta thành rất nguy hiểm. Trai trẻ lại còn thẳng thắn nhiệt tình thế này, rất dễ làm người ta rung động, nhưng ít nhiều cô cũng đã 26 tuổi rồi, lăn lộn trong xã hội này cũng đã được 4 năm, tiếp xúc với vô số người, trải qua không biết bao nhiêu mối quan hệ, giờ phút này cô nên giữ được tỉnh táo thứ hai đi làm nhìn thấy ảnh đại diện đáng yêu kia lúc đang trao đổi phương án với khách hàng hình ảnh bùi giã đột nhiên hiện lên trong đầu cô lúc này nếu mà cậu ta không phải đang chạy bộ thì chắc là đang lên lớp đúng lúc trần đào đang suy nghĩ thì thấy bùi giã nhắn tin đến chị đang làm gì thế làm việc tối nay có thể gặp nhau không bùi giã hỏi xong chưa đợi trần đào trả lời đã vội vàng nhắn thêm một câu chị em nhớ chị lắm rồi trả lời xong thắc mắc của khách hàng, Trần Đào trả lời tin nhắn của cậu ta. "Được, vậy tôi đến trên tìm cậu." "Không cần, chiều nay em tan học sớm, hôm nay cũng không cần phải luyện tập, chị gửi địa chỉ cho em, em đến đón chị." Mấy ngày nay, cô vào Bùi Giã không gặp nhau, nhưng vẫn luôn liên lạc qua tin nhắn. Rất khó để có thể tưởng tượng được, trên đời lại có người con trai thích dính lấy người khác như cậu ta. Trần Đào chỉ cần mở điện thoại ra là có thể nhìn thấy tin nhắn của Bùi Giã. Hình như đến cả lúc đầu khi cô và Hà Trần Hưng yêu nhau cũng chưa từng như vậy. Bởi vì công việc quá bận rộn, Trần Đào trả lời tin nhắn lấy lệ mà thôi. Bùi giã cũng không để ý đến việc này lắm. Chỉ khi nào gửi nhiều tin nhắn cho cô quá, cô không có thời gian trả lời mới ấm mức nói một câu. Chị, ba tiếng rồi, chị chưa nói chuyện với em. Sau khi tan làm, Trần Đào theo dòng người đi ra ngoài. Vừa nhìn đã thấy bùi giã đứng đợi sẵn ở cổng người cậu ta toát lên khí chất thiếu niên chỉ cần đứng im ở đó đã giống như một tia sáng trói mắt rồi chiều thứ sáu khi tan làm cô không dễ dàng gì mãi mới vượt qua dòng người đông đúc đi đến bên cạnh cậu ta vừa nhìn thấy cô khoái miệng Bùi giá đã lập tức cong lên cười tươi giói gọi chị Bùi giá đặt vào tay cô một hộp sữa tươi lạnh sau đó cúi đầu hỏi tối nay chị muốn ăn gì Trần Đào hơi sững lại Chuyện cô thích uống sữa nguyên chất để lạnh, ngoài Trương Tiểu Ngư và Hà Trần hương ra, cũng không còn ai biết. Cô vào bùi giã mới quen nhau còn chưa lâu đến một tuần, sao cậu ta có thể biết? Ơ, ờ, chị không thích à? Thấy Trần Đào không nhận lấy, bùi giã hoài nghi nhìn hộp sữa trên tay sau đó nói. Lần trước, ở cửa hàng điện lợi, chị mua loại này, không sai mà. Không biết có phải kinh nghiệm tình trường phong phú đến thế nào mới có thể khiến một chàng trai tuổi còn trẻ thế này chú đáo đến mức đó. Làm người ta rung động quá đi mất thôi Tự nhiên khoảnh khắc đó Cô cảm thấy bản thân thật may mắn Cô bắt đầu thoải mái với bùi dã hơn Không bỏ tình cảm ra Sẽ không phải chịu tổn thương Sau khi định thần lại Trần Đào nhận lấy hộp sữa từ trong tay cậu ta Lắc đầu Không phải tôi rất thích Lát nữa muốn ăn gì chị đê mời Bùi dã còn chưa kịp trả lời Phía sau cô đã chuyển đến một giọng nói quen thuộc Còn mang theo vài phần phẫn nộ Trần Đào Quay đầu lại Thì đã nhìn ngay thấy khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Hà Trần Hưng Anh ta bước qua chỗ cô Ánh mắt lướt qua mặt cô Rồi dừng lại trên người bùi giã Trong mắt hiện lên vài tia nhìn thủ địch Trần Đào Ai đây Còn chưa đợi cô kịp nói gì Bùi giã đã đặt tay lên vai cô Nhanh nhẩu nói Tôi là bạn trai của Trần Đào Chúng ta mới cãi nhau bao lâu Em đã có người mới rồi Hà Trần Hưng không dám tin chuyện này Nhìn thẳng vào cô cười lạnh Điều đã như vậy, em có tư cách gì chỉ trích tôi? Trần Đào nhìn vào người đang giận dữ đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Mãi mấy hết được một tuần làm việc mệt chết đi được, không dễ dàng gì để được đến cuối tuần. Vào giờ phút này, đáng nhẽ cô đang được ngồi trong nhà hàng ăn tôi với em trai thân yêu kia của cô, sau đó trải qua một buổi tối tuyệt vời trên chiếc giường êm ái, giúp bản thân thoải mái hơn. Còn tên Hà Trần Hưng kia, nói gì đến chuyện tình yêu nhau 8 năm nữa, Kể từ giây phút cô phát hiện ra anh ta ngoại tình Người này đã không còn là gì trong tim cô nữa rồi Sao giờ còn tự nhiên chạy đến đây Làm phiền cô nữa hả trời Hạ Trần Hưng Anh nghe cho rõ nhé Chúng ta không hề cãi nhau Là anh Trước khi kết hôn Anh là người ngoại tình Bị tôi bắt được rồi chia tay anh ngay tại hiện trường Trần Đào nhíu mày Không nhịn được nữa nói Còn về chuyện tôi có người mới Người đó là ai Cũng là chuyện sau khi tôi và anh đã chia tay rồi Không liên quan gì đến anh hết hiểu chưa? Nói xong, không đợi Hà Trấn Hưng kịp phản ứng lại, Trần Đào đã quay qua kéo lấy tay bùi giã rời đi. Hà Trấn Hưng không đuổi theo, ngược lại là bạn nhỏ kia cứ nhìn cô cả dọc đường, muốn nói gì đó nhưng không dám. Trần Đào liếc cậu ta một cái. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Trần Đào cũng đã đoán được bùi giã sẽ hỏi những gì rồi, chắc chắn sẽ hỏi Hà Trấn Hưng là ai, cô và anh ta yêu nhau bao lâu rồi, tình chiếm hữu ai chả có, cô có thể hiểu được cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu. Không ngờ rằng, bùi giã ngập ngừng một lúc lâu, đột nhiên dừng hẳn lại, quay người ôm chầm lấy cô. Giữa tháng 7, thân nhiệt của cậu ta chuyển qua lớp áo phông đến người cô, nhưng kỳ lạ là nó lại không làm cho cô cảm thấy khó chịu. Chị Bùi giã thì thầm vào tai cô Chị đừng buồn nữa Bùi giã biết cách thật đấy Kể cả khi biết đây chỉ là diễn thôi Nhưng trong khoảnh khắc đó Cô vẫn đột nhiên hiểu ra, tại sao phụ nữ giờ đều thích mấy em trai như vậy, nhạy cảm chu đáo, còn biết cách thả thính nữa. Trần Đào vừa mới chấm dứt đoạn tình cảm dài tận 8 năm, sao có thể không buồn cơ chứ? Lúc đầu, khi cô vừa mới chia tay với tình đầu là Hà Trần Hưng xuất hiện, toàn tâm toàn ý theo đuổi cô, Trần Đào bị anh ta làm cho cảm động, rất nhanh sau đó đồng ý rồi, thậm chí bị có thể ở bên cạnh anh ta sau khi tốt nghiệp, cô còn không về quê nhà mà quyết định ở lại thành phố này làm việc. Khi vừa mới tốt nghiệp, lương mỗi tháng của cô chỉ có 20 triệu. Sống ở thành phố có chi phí sinh hoạt cao như thế này, tiền nhà đã chiếm mất một phần tư rồi. Để tiết kiệm tiền, cô quyết định đến dọn ở cùng với Hà Trần Hưng. Gia cảnh anh ta không tồi, nhưng lại rất chi ly với cô, bao gồm cả tiền nhà, tất cả đều Campuchia. Yêu nhau 7 năm, nhưng anh ta chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn. Khi đó, cô ký được mấy hạng mục lớn tiết kiệm được một khoản tiền nên đã dùng khoản tiền đó cùng với tiền tiết kiệm dành dụng trong 3 năm để mua một căn phòng nhỏ. Sau khi Hà Trần Hưng biết, liền quay ra chỉ trích cô đề phòng anh ta. Trần Đào ném chìa khóa lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Vậy thì kết hôn đi. Anh ta lập tức trùng xuống, ngập ngừng hồi lâu, rồi ấp úng nói với cô rằng không phải anh ta không muốn kết hôn với cô, mà là hy vọng sau khi công việc ổn định sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc thật ra lúc đó cô cũng ngờ ngợ được rồi chỉ là không bằng lòng thừa nhận mà thôi nửa năm sau hạ trần hưng bị bố mẹ thúc ép nên mới quyết định đính hôn cuối cùng mặc dù không có nghi thức cầu hôn gì cả cô vẫn đồng ý lấy cầu hôn của anh ta mãi cho đến buổi tối hôm ấy ngày mà cô tận mắt nhìn thấy anh ta cùng với một người con gái khác trên giường cậu mới hiểu ra rằng tám năm vừa rồi quá dài không chỉ bào mòn đi tình cảm của anh ta dành cho cô mà còn khiến cho cô cũng không còn trông chờ bất kỳ điều gì ở anh ta nữa trần đào hít một hơi thật sâu thoát ra khỏi vòng tay của bùi giã sau đó đưa tay vuốt nhẹ lông mày của cậu ta nói chị có buồn gì đâu chúng ta đi ăn cơm thôi hai người bọn họ đến hay đi lao ăn tối bùi giã nói đội bơi có quy định ăn uống riêng không thể thích gì ăn nấy được chỉ có thể bày ra vẻ mặt đáng thương ngồi nhúng rau và thịt bò vào trong nồi rồi buông đũa ngồi chống cằm nhìn cô ăn trần đào gắp một miếng ngô bỏ vào trong mắt cậu ta cái này có ăn được không? Bùi giã cắn răng. Được. Trần Đào lại gắp cho cậu ta một miếng thịt bò. Cái này thì sao? Cũng được. Vậy còn bánh mật? Được. Bùi giã ăn hết đồ trong bát, sau đó lầm bầm. Cũng lắm, lát nữa về chạy bộ thêm 10 km. Không sao. Trần Đào nháy mắt rồi nhìn cậu ta một cách mờ ám. Tối nay có thể vận động lâu hơn một chút. Bùi giã tối sầm mắt lại Yết hầu khẽ chuyển động hai cái Khẽ gào lên Chị Trần Đào thấy rất thoải mái Cứ đi khách sạn mãi thế Một con đỗ nghèo khỉ như cô sao chịu nổi Dù sao cũng là quan hệ cố định Làm ăn lâu dài nên ăn tối xong Cô cứ thế đưa thẳng cậu ta về nhà Hai ngày trước Cô tìm được một căn phòng gần công ty Sau đó chuyển đồ từ chỗ Trương Tổ Ngư qua đó Bùi giã có vẻ rất vui Sau khi vào nhà thì mắt sáng long lanh nhìn xung quanh bốn phía còn nói với cô Chị, chị có thể đưa em về nhà, em thực sự cảm thấy rất vui Trên mặt bàn có một cái kệ rỗng, vốn dĩ chỗ này trước kia được đặt ảnh chụp chung của cô và Hà Trần Hưng Nhưng sau đó bị cô lấy ra vứt đi rồi Bùi giã nhìn cái kệ một lát, sau đó đột nhiên quay lại nhìn Trần Đào Chị, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi Trong khi cô còn đang giữ người ra, cậu ta đã lấy điện thoại ra, đặt tay lên vai cô, Giờ camera lên rồi. Trần Đào cười trong vô thức, bùi giã nhanh tay ấn tách một cái. Lần sau đến, em sẽ đi rửa ảnh này rồi mang đến đây. Bùi giã ngồi lên sofa, cúi đầu ấn ấn điện thoại. Không lâu sau, Trần Đào lấy điện thoại ra, thấy bùi giã vậy mà lại đăng ảnh của hai người bọn họ lên mạng xã hội, còn kèm dòng chữ. Quá đẹp đôi, còn tự like cho mình một cái. Trong ảnh, nhìn bùi giã rất trẻ, mặt trắng, mắt to long lanh, Giống hệt một chú cún nhỏ vậy Mà mặt cậu ta dính sát vào mặt cô Mặc dù cô đã trang điểm khá đậm Nhưng mặt vẫn khá gầy gò, xanh xao Trong ánh mắt còn ngập tràn những dấu vết của sự trải đời Một cô gái nhà quê bình thường, 26 tuổi Cùng với một nam sinh tương lai đang mở rộng Rốt cuộc là hợp nhau ở chỗ nào Trần Đào cũng lười không muốn nói gì Chỉ thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu ta Một tay vuốt màn hình điện thoại Một tay đưa qua, sờ mò ngực cậu ta không lâu sau đó nhiệt độ cơ thể của người bên dưới tay cô kia càng ngày càng cao cổ tay cô bị một bàn tay khác nắm chặt lại trần đào quay đầu nhìn thấy ánh mắt bùi giã tối lại liền cười nói với cậu ta đi tắm trước đi bùi giã nhẹ nhàng hôn lên trán trần đào sau đó thì thầm vào tay cô nghiêm túc nói đào đào em thích chị nhiều lắm vào lúc này nói những lời nói này sao cô có thể xem là thật cơ chứ Tuy rằng trong lòng cô không cảm thấy rung động Nhưng khóe môi vẫn cong lên Bày ra vẻ mặt nhiệt tình đáp lại Ngoan, chị cũng thích cưng Chúng ta đến bên cạnh cửa sổ đi Ngày hôm sau Sau khi ăn cơm xong Bùi giã trở về trường Trần Đào đưa cậu ta ra đến cổng trung cư Còn dỗ dành thêm vài câu Chị còn phải đi làm Không đưa cậu về trường được Vâng Bùi giã trẻ môi Sau đó đột nhiên hôn nhẹ lên cái chán của cô Chị Thứ ba Em có thể lại đến tìm chị không? Trần Đào thầm nghĩ Chị biết cậu thể lực tốt Nhưng chị đây cũng già rồi Bèn bày bè ra vẻ mặt bất lực nói Sợ là không được rồi Gần đây hay phải tăng ca Để có thời gian Chị sẽ liên lạc với cưng Bùi giã không nói gì Chỉ gật nhẹ đầu Mang theo ánh mắt tủi thân rời đi Quan hệ giữa cô và bùi giã Cứ tiếp tục duy trì như vậy Lịch làm việc của cô dài đặc Từ sáng đến tối Cuối tuần cũng phải tăng ca còn phải gánh thêm khoản tiền nhà nữa Nên một ngày cô cũng không dám nghỉ Bận đến mức còn không có thời gian mà ăn cơm Đương nhiên cũng sẽ không rảnh Mà trả lời tin nhắn của bùi giã Tối thứ sáu Về nhà sau khi về tăng ca đến sức cùng lực kiệt Vừa ra khỏi thang máy Trần Đào đã nhìn thấy bùi giã Đang ngồi sổm trước cửa nhà cúi đầu chơi game Bên cạnh còn có hai túi đồ ăn to bự chẳng Nghe thấy có tiếng động Cậu ta ngẩng đầu lên Nhìn thấy cô thì vui mừng nhảy lên Chị, Chị về rồi Em vừa gửi cho chị một núi tin nhắn Nhưng chị lại không trả lời Trần Đào thò tay vào trong túi Lấy điện thoại ra nhìn thử Đúng là như vậy thật Vừa rồi mày bàn chuyện hợp đồng Nên không để ý đến tin nhắn Vào nhà đi Vào trong nhà cô tháo giày cao gót Đi đến bên tủ lạnh Lấy nửa chiếc bánh mì đang ăn dở ra Sau đó quay người đi về phía sofa Bùi giã đi vào trong bếp để đồ ăn xuống Rồi quay ra nhìn cô Chị ăn tạm chất đi cũng được Em đi nấu cơm, một tẹo là xong. Ừ. Tay nghề nấu nướng của cô cũng bình thường, nhưng để có thể tự làm đồ ăn lấp đầy cái dạ dày thì là chuyện nhỏ như con thỏ, chỉ là vài ngày vừa rồi bận quá, trong nhà lạnh lẽo, đến hôm nay trong nhà mới có hơi ấm của con người. Mùi thơm của thức ăn từ phòng bếp bay ra ngoài phòng khách, cô đang ngồi dựa vào sofa, ăn nốt mấy miếng bánh mì còn sót lại thì thấy có tin nhắn đến điện thoại. Là tin nhắn của sếp. Hợp đồng tôi xem qua rồi không có vấn đề gì ngày mai cô không cần đến công ty nghỉ ngơi đi trần đào nhắn lại một câu đã rõ sau đó lười biếng nằm lướt điện thoại hòng hớt chuyện thế giới hóng tờ đáp ba trong giới giải trí cô lướt qua từng tin từng tin một nhưng chúng không động lại trong đầu cô tí nào buổi tối của những ngày như này rất lâu về trước cô và hà trần hưng cũng như vậy hai người bọn họ nằm trên sofa lướt điện thoại cứ thế nằm đến khi đi ngủ mà không thèm nói chuyện gì với nhau Cuộc sống như vậy cứ thế tiếp diễn được vài năm, đến bản thân cô cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Nhưng lúc này, cô thấy có gì đó không giống như vậy nữa, là vì trong bếp còn có một bùi xã đang vừa đầu cơm, vừa hát hò kia, cùng với mùi thơm của đồ ăn đang lan tỏa trong phòng nữa. Lúc Trần Đào còn đang thất thần ngồi đó, cậu nhóc kia tay bê hai chiếc đĩa đi từ trong bếp ra. Chị, ăn cơm thôi nào. Mỹ ý cùng với tôm, phía trên còn rắc thêm phô mai, dưới ánh đèn. Những sợi mì lóng la lòng lánh trông thật hấp dẫn Chị, chị ăn trước đi Bùi xã đặt chiếc đĩa xuống bàn Sau đó vội vàng đưa tay lên tai Trong bếp vẫn còn canh đang nấu Sắp xong rồi, em vào trong một lát Không lâu sau Cậu ta lại bê thêm một nồi canh nhỏ bước ra Trần Đào không ngờ rằng Bùi xã mới có 18 tuổi thôi Mà đã có tài bếp núc thế này rồi Trong lúc ăn cơm Cô đã hỏi cậu ta chuyện này Cậu ta vừa ăn canh Vừa cười đắc ý như một đứa trẻ Trả lời Bố mẹ em bận lắm Có một khoảng thời gian không thể chăm sóc cho em được Nên em tự học mấy món cơ bản thôi Lâu ngày thì tay nghề đi lên đấy mà Trần Đào gật gật đầu Cậu ta lại nói tiếp Chị Thực ra ngày nào em cũng có thể nấu cơm cho chị mang đi làm Ý cậu ta là Trần Đào nhớ mày nói Vậy nên Ý cậu là muốn chuyển qua đây ở với tôi luôn Bùi xã nhìn cô Mặt đỏ tía tai Nhìn có vẻ rất xấu hổ nhưng ánh mắt thì lại rất chân thành chị em muốn chăm sóc chị thật tốt chăm sóc ăn cơm xong trong lúc bùi giã đang rửa bát cô đi vào phòng ngủ lấy chìa khóa dự phòng ra đưa cho cậu ta mắt cậu ta sáng rực lên trần thảo mỉm cười nói lúc rảnh cậu có thể đến đây đây có lẽ là quyết định bốc đồng nhất mà một người lúc nào cũng cẩn trọng như cô từng làm trên thực tế cô và bùi giã cũng mới quen nhau tầm có một tháng cô cũng chưa hiểu rõ về con người cậu ta nữa buổi tối trước khi đi ngủ khi cô từ phòng tắm đi ra nhìn thấy bùi xã đang ngồi bên mép giường tay chống cằm mắt long lanh nhìn cô trần đào vút vút lại đồ ngủ nhìn cậu ta khẽ cười nói hôm nay mệt quá rồi tôi muốn ngủ luôn em hay là tôi giúp cậu mang đồ ra phòng khách nhé sofa rộng cậu có thể ngủ ở đó bùi xã ra rất lắc đầu không chị em muốn ôm chị ngủ trong phòng ngủ điều hòa đang để nhiệt độ rất thấp nhưng nhiệt độ của người đang ôm chặt lấy cô kia thì lại rất cao chết tiệt độ ấm từ người cậu ta tỏa ra như đang thiêu đốt cô cơn buồn ngủ biến mất từ lúc nào không hay cô không biết xấu hổ đưa tay qua bùi giã vội vàng mở mắt kêu lên đào đào nhưng sau đó không dám làm gì chỉ ấm mức hỏi cô không phải chị nói đi ngủ luôn sao trần đào hôn lên môi cậu ta nói Giờ hối hận rồi Bùi giã không phụ lòng cái chìa khóa mà cô đưa Ngày hôm sau đã mang theo túi lớn túi nhỏ Để lấp đầy tủ lạnh và nhà bếp nhà cô Cậu ta còn mua thêm một chiếc hộp cơm siêu xinh Thực sự thực hiện lời hứa ngày nào Cũng sẽ nấu cơm cho cô mang đi làm Bùi giã thay tạp dề Thể hiện tài năng bếp núc cho cô xem Chiều hôm ấy Khi lấy hộp cơm ra Đồng nghiệp liền hỏi cô Đào đào Sao cậu còn có sức mà nấu ăn thế Trần Đào nhìn thấy sếp từ bên ngoài đi vào đây, vội vàng thanh minh. Mình làm gì có thời gian, là người yêu mình đâu đấy. Sao, ân ái thế à? Thế là càng không được nhé. Sâu ân ái sao? Trần Đào gắp một miếng cả tím, đầu óc dối tinh dưới mủ lên. Thời gian ở bên nhau càng lâu, cô càng hiểu rõ. Cuộc tình vừa mới bắt đầu đã không bình thường này, sẽ không thể kéo dài mãi được. Cô lớn hơn bùi Dã tận 8 tuổi. Khi cô học tiểu học, cậu ta còn chưa ra đời, Lúc cô thi đại học xong, cậu ta mới đang học tiểu học. Còn đến khi cô tốt nghiệp đại học, thì cậu ta mới bắt đầu bước vào thời kỳ thanh xuân. Giống như bây giờ, khi cô đang cực khổ đi làm, mất niềm tin vào cuộc sống đến nơi, thì tương lai tiền đồ của cậu ta mới bắt đầu. Cách biệt tuổi tác giữa cô và cậu ta không đơn thuần chỉ là con số nữa rồi. Tháng sau, buổi giã còn có một cuộc thi tuyển chọn rất quan trọng. Nên hôm nay, mới sáng sớm, cậu ta đã rời khỏi nhà cô rồi liền một bạch đến tận cuối tuần mới có thời gian rảnh chạy qua đây. Trước khi đi, cậu ta kéo cô, người vừa mới trang điểm xong còn chưa kịp thay quần áo, giơ điện thoại lên cùng chụp một tấm ảnh. Em phải đăng lên mạng xã hội, hôm nay là thất tịch. Bùi giã gõ chữ xong, lại quay qua nhìn cô. Tiếc là hôm nay huấn luyện viên yêu cầu phải quay về luyện tập, Đều không em có thể đón thất tịch cùng chị rồi. Bùi giã cao tận mét 9, chân dài vai rộng, đứng trước mặt cô khiến Trần Đào cảm thấy khá là áp lực. Nhưng mà lúc nãy cậu ta ngồi trên sofa, ánh mắt tình cảm nhìn cô giống như một chú cún nhỏ vậy. Trần Đào khẽ cười, đập nhẹ một cái lên vai cậu ta. Thì cứ xem như là tối qua đã cùng nhau đón rồi đi. Tối qua, sau khi tắm xong, Trần Đào đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt ra rồi. Vậy mà cậu ta vẫn còn sức đi lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Trước khi đi ngủ, còn thì thầm vào tai cô. Chị, thất tịch vui vẻ. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Đào lấy điện thoại ra, xem lại bài viết mà khi sáng buổi giá đăng trên vòng bạn bè một lần nữa. Buổi giá rất cẩn thận, che vé ngủ của cô đi, chỉ để lại khuôn mặt đã được trang điểm cẩn thận và tư thế thân mật của hai người bọn họ. Nhìn thoáng qua, thật giống như là hai người bọn họ bằng tuổi vậy, chỉ là trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ, quan hệ bây giờ giữa hai người bọn họ, tất cả đều là giả mà thôi. Cuối tuần Bên môi giới gọi điện cho cô Nói bên công ty xây dựng đã giao nhà rồi Bảo cô qua nhận chìa khóa kiểm tra phòng Tốt nhất là đưa theo vài người Để giúp cô xem qua đường điện và nước Bên môi giới còn rất nhiệt tình Nhắc nhở cô một câu trước khi tắt máy Trần Đào nhìn điện thoại một lúc Sau đó mở điện thoại ra Nhắn tin cho bùi giã Hôm nay cậu rảnh không Tin nhắn gửi được một lát Thì thấy cậu ta trả lời Em xin lỗi nhé Bọn em vẫn chưa xong Hôm nay chắc là không thể ra khỏi trường rồi Trần Đào khẽ cắn môi Không sao Tại hôm nay tôi có việc phải ra ngoài Sợ cậu đến tìm mà tôi lại không có nhà Bùi xã gửi thêm hai cái biểu tượng Còn nũng nịu nói thêm là Hai ngày nữa sẽ đến tìm cô Trần Đào phối hợp dỗ dành cậu ta vài câu Sau đó thoát khỏi tin nhắn Gọi điện cho Trương Tiểu Ngư Bảo bối đi nhận phòng với chị nào Trương Tiểu Ngư nhanh chóng đồng ý Hơn nữa khi cậu ta đến còn đưa theo cả em trai Đào Nghiêm kia theo nữa. Không phải là kiểm tra đường điện nước gì đó sao, có con trai tiện hơn." Đào Nghiêm cười rất thoải mái. "Chị Trần đào yên tâm đi, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Đào Nghiêm cũng là thành viên trong đội bơi giống Bùi Giã, rất cao, đúng là khá tiện. Trong suốt quá trình nhận phòng, cô nghiêm túc quan sát cả nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra giữa hai người họ có gì đấy rất mờ ám. Sau khi nhận phòng xong, kỳ giấy xác nhận Trời đã tối rồi Trần Đào mời Đào Nghiêm và Á Tiểu Ngư ăn cơm Trong lúc nói chuyện phiếm Cô thuận miệng hỏi Đào Nghiêm một câu Sao hôm nay Cậu lại có thời gian qua đây với Trần Tiểu Ngư Bùi xã nhìn Trần Tiểu Ngư một cái Có vẻ hơi ngại ngùng Rồi nhìn cô cười nói Vừa đúng lúc buổi tuyển chọn hôm nay Ở trường kết thúc Chị ấy nói có chuyện muốn giúp em Nên em qua đây thôi Trần Đào hơi sững người lại một chút Buổi tối tuyển chọn hôm nay kết thúc rồi Vâng ạ, đợt cuối cùng cũng xong vào trưa hôm nay rồi nên chiều nay em mới có thể ra ngoài đấy chứ trần đào cắn nhẹ đầu lưỡi đang tê dại của mình giữ cho bản thân tỉnh táo rồi khẽ nở nụ cười hóa ra là như vậy vậy chị đúng là rất may mắn nhờ trần đào sớm đã nghĩ đến người xuất sắc về mọi mặt như bùi giã thì mối quan hệ giữa cô và cậu ta có thể kéo dài bao lâu chứ chỉ là cô không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy mà thôi ăn cơm xong trên Tiểu Ngư đi vào nhà vệ sinh, cô ngồi nói với Đào Nghiêm về mấy chuyện liên quan đến tuyển chọn. Nó mới biết, đây là cuộc tuyển chọn cấp thành phố, mục đích là để tuyển thành viên vào đội tuyển của tỉnh. Hơn nữa, mỗi vòng Bùi Giã đều thể hiện rất xuất sắc. Mặc dù chưa có kết quả, nhưng việc cậu ta có thể gia nhập đội tuyển tỉnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bùi Giã vừa đẹp trai, lại còn tay giỏi, rất được con gái yêu thích. Mấy ngày tổ chức tuyển chọn này, bên phía hồ bơi mở cửa người đến xem lúc nào cũng đông đào nghiêm vừa nói vừa nhìn cô cười em nói thật nhé chị trần đào lúc trước khi cậu ấy đăng các bài viết kia mọi người ai cũng ngạc nhiên hết cỡ ngạc nhiên trần đào khẽ nhướng mày xoay ly rượu trong tay vì tôi khác với những người mà trước đây cậu ấy từng quen à mặt đào nghiêm như hiện lên nghìn dấu hỏi chấm sao có thể như vậy được từ trước đến giờ cậu ấy đã yêu ai đâu chị trần đào chỉ là tình đầu của bùi dã đấy. Vậy nên bọn em mới ngạc nhiên. Trước đây từng có một chị khóa trên siêu xinh, theo đuổi cậu ấy. Ngày nào cũng đến bể bơi, đưa nước, đưa khăn. Em còn tưởng cậu ấy sẽ bị chị gái kia cơ đổ rồi cơ. Không ngờ là... Không ngờ là... Không ngờ là cậu ta bị một người lớn tuổi như cô cũng mất chứ gì. Cô chỉ cười, không nói gì nữa. Thấy Trần Đào không nói gì, đào nghiêm có hơi hoảng. Chị Trần Đào, em biết... Trên mạng chắc chắn có không ít tin đồn liên quan đến con trai ở học viện thể thao. Ở đội bơi bọn em cũng thực sự có người như vậy. Nhưng bùi giã thì khác. Trước đây cậu ấy chưa từng yêu đương gì cả. Tôi biết rồi. Trần Đào cười nói. Cậu hoảng gì chứ? Tôi không quan tâm đến những chuyện trong quá khứ. Chưa từng yêu đương thì đã sao? Không đại diện cho việc chưa từng có những mối quan hệ mập mờ khác. Chỉ là đa số đào nghiêm không biết mà thôi. Nếu không thì sau hai lần đầu gặp nhau, cậu ta lại theo chứng binh thư lại còn ngầm đồng ý theo cô vào khách sạn cơ chứ Đào nghiêm nhìn cô vẻ mặt muốn nói gì đó lại thôi Nhưng trên tiểu ngư quay lại rồi Cậu ta cũng đành nhịn lại Không nói thêm gì nữa Ăn cơm xong Trời đã tối hẳn rồi Trần Đào cho tạm biệt Đào Nghiêm và Trương Tiểu Ngư Một mình đi bộ về nhà Khi về đến dưới lầu Cô đang nhìn ngắm trời trăng mây đất Thì lại nhìn thấy ở chỗ bồn hoa cách đó không xa Một hình bóng qua đỗi thân thuộc Đèn đường chiếu lên người cậu ta Ánh đèn làm sáng mừng hai bên gò má Bùi giã ngẩng đầu Mắt nhìn về phía cô Trần Đào im lặng nhìn bùi giã một lát Cuối cùng vẫn mở lời Tuyển chọn kết thúc rồi à Ừ, um, xong sớm hơn dự định Vậy nên em mới vội vàng chạy qua đây Bùi giã đứng dậy Giang hai tay về phía cô Chị, ôm em Lý trí nói với cô Cô là người lớn Ít nhiều cũng lăn lộn trong xã hội mấy năm rồi Mối quan hệ này Muốn kết thúc thì cô cũng nên là người chủ động đề nghị kết thúc Ít nhất vẫn còn chút thể diện Nhưng mà cuối cùng Cô vẫn chọn không hỏi cậu ta về sự thật của cuộc tuyển chọn Trần Đào khẽ cắn môi Đi qua đó xào vào lòng cậu ta Bị cậu ta ôm trọn vào lòng Bùi giã siết chặt tay Thì thầm bên tai cô Đào đào Em nhớ chị chết đi được Lý trí tinh thần Sự cân nhắc giữa được và mất Sự cảnh tỉnh của bản thân Tất cả mọi sự phòng bị mà cô tự xây dựng cho bản thân trong khoảnh khắc ấy đều tan biến. Không phải cậu có chìa khóa dự phòng đó sao? Trần Đào hỏi. Sao lại để tôi ở đây? Muốn được gặp chị sớm nhất có thể. Bùi giã ôm cô rất lâu, mãi mới buông cô ra. Mãi cho đến khi cùng nhau lên lầu, mở cửa ra, cô mới biết lý do thực sự là gì. Bùi giã đã làm một khung ảnh thật lớn treo trên tường. Trước đây, cô chỉ tiện miệng nói với cậu ta bức tường kia có vẻ hơi trống muốn mua một bức tranh treo lên đó lúc đó bùi giã còn dơ tay lên đảm bảo với cô nói chuyện này cứ để cậu ta xử lý trần đào từng bước từng bước một bước về phía trước nhìn những bức ảnh được gắn chặt trên khung gỗ ấy tất cả mười mấy, mấy tấm ảnh đều là ảnh cô và bùi giã chụp chung là ảnh mà trước đây cậu ta chủ động kéo cô chụp cùng hôm nay chúng được cậu ta rửa ra, cho vào khung ảnh treo lên tường bên cạnh còn được trang trí thêm đèn ngôi sao lấp la lấp lánh nữa Rất trẻ con nhưng lại rất chân thành Ngạc nhiên chưa Em đến sớm tận một tiếng để trang trí xong đấy Bùi giã nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi Chị, chị có thích không? Trần Đào cố gắng đè nén lại những cảm xúc đang dệ sóng trong lòng Quay người lại, khẽ cắn môi, ôm chặt lấy cậu ta Thích, không những rất thích mà còn rất muốn cảm ơn cậu nữa bàn tay không tự chủ được, tự động men theo đường cơ bắp trên cơ thể cậu ta, một đường đi thẳng xuống dưới, dừng lại ở chỗ đó. Bùi giã đỏ mặt, khẽ tránh ra một chút, sau đó nói. Chị, em có chuyện muốn nói với chị. Trần Đào khẽ cắn vào cổ cậu ta, sau đó cứ thế nhảy thẳng vào lòng, hôn lên môi cậu ta. Có chuyện gì, để mai rồi nói. Cả bùi giã và những bức ảnh mà cậu ta mang đến đều ở lại nhà cô, khoảng thời gian sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc nhà trường không yêu cầu họ ở lại ký túc chỉ có hai ngày sau đó vì phải học cả ngày nên ngày hôm trước sau khi ăn cơm xong cậu ta mới lưu luyến tạm biệt cô về lại trường có một lần khi cậu ta rửa bát trong bếp điện thoại để trên mặt bàn bỗng nhiên sáng lên cô theo bản năng liếc qua một cái đúng lúc nhìn thấy tin nhắn đến tưởng mặn mạn vậy sáng mai tôi để cậu ở cửa nhà ăn nhé trần đào hơi sững người lại cụp mắt xuống im lặng ngồi nhìn đĩa hoa quả trước mặt trần đào nhớ rõ trước đó đào nghiêm từng nói có một chị khóa trên từng theo đuổi bùi giã một khoảng thời gian rất lâu người đó chính là tưởng mạn mạn đào đào em rửa xong rồi bùi giã đi từ trong bếp ra lau qua tay rồi cầm điện thoại lên bắt đầu soạn tin nhắn trần đào ngồi im đó nhìn bùi giã gửi tin nhắn xong sau đó quay qua nhìn cô nói em về trường đây sáng mai còn phải lên lớp đào đào nhớ ăn hoa quả đi nhé ngừng lại một lát trong ánh mắt cậu ta có thêm mấy phần bất an sao thế trần đào im lặng rồi đột nhiên mỉm cười nhìn cậu ta nói gọi chị biết chưa không biết lớn nhỏ gì hết bùi giã bước qua hôn nhẹ một cái lên trán cô vậy em đi nhé chị sau khi định thần lại cô bật dậy đổ đĩa dưa mà cậu ta đã cắt gọn cẩn thận kia vào thùng rác ngày hôm sau khi buổi giã quay lại Cô vừa mới tắm xong Khi bước ra khỏi phòng tắm Tóc vẫn còn ướt đẫm Đột nhiên bị cô ta ôm thật chặt từ phía sau Nước từ tóc cô nhỏ tí tách từng giọt Làm ướt một mảng lớn vai cậu ta Nhưng cậu ta không để ý đến việc đó Ngược lại còn ôm cô chặt hơn Chị Sao cả ngày nay chị không trả lời tin nhắn của em Bùi giã xử lý tốt thật Cả người gọn gàng sạch sẽ Ngoài mùi hương thoang thoảng vẫn luôn có bên người thì không thể thấy một vết tích gì của việc vừa mới đi hẹn hò về xong. Bùi giã rất cẩn thận, không có một chút sơ hở gì luôn. Trần Đào nghiêng đầu khẽ cười, hôn lên má cậu ta. Bảo bối, chị đây chỉ muốn đem những lời buồn nói, chỉ tiếp nói cho cưng nghe thôi. Bùi giã đến tắm cũng không kịp đi, đã bị Trần Đào đẩy lên phòng ngủ. Sau khi xong việc, cô lười biếng nằm trong lòng bùi giã, châm một điếu thuốc. Những ngón tay dài mảnh khảnh của bùi giã đưa ra giúp cô vén gọn những sợi tóc rối lòa xòa ra sau tai, nói Chị, em có chuyện này muốn bàn với chị. Trần Đào cụp mắt, dập điều thuốc vào cái gạt tàn được đặt ở đầu giường. Tôi buồn ngủ rồi. Khi nói những lời này, tay cô đang đặt trên muối bụng của cậu ta. Tay bùi giã dừng lại ở bên tay cô, giọng nói có vài phần xót xa. Chị, có những lúc em cảm thấy chị chỉ thích cơ thể chứ không phải con người em trần đào sững lại ngập ngừng nói bảo bối sao em có thể nghĩ như vậy chứ đột nhiên cậu ta đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay cô không chế đôi tay đang làm loạn kia của cô vậy chị thật lòng yêu em chứ giọng điệu của bùi giã rất nghiêm túc nghiêm túc tới mức làm cô đột nhiên luống cuống không biết phải nói gì trần đào cố gắng dùng sức rút tay ra khỏi tay cậu ta sau đó mở to mắt nhìn cậu ta nói Bùi giã Sao cậu phải quan tâm đến chuyện này Lẽ nào cậu thực sự quên mất là Chúng ta bắt đầu như thế nào rồi sao Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống Dưới sông mũi cao cao Là đôi môi đỏ mọng Nhìn vào thật muốn hôn cho một cái Trần Đào cũng phải thừa nhận Từ khi vừa bắt đầu quyết định ở bên bùi giã Thực sự chỉ đơn thuần là vì thân hình của cậu ta mà thôi Nhưng mà Trần Đào thu lại ánh mắt đó Nhẹ nhàng nói Thôi bỏ đi, Tự nhiên sao lại hỏi chuyện này, cậu muốn làm gì à?" Bùi Giã không trả lời ngay mà đột nhiên nhảy bật ra khỏi giường, cô nằm im nhìn cậu ta mặc quần áo lại, sau đó ôm theo cái chăn, đứng ở cạnh giường nhìn cô. "Tối nay em ngủ ở sofa, ngày mai sẽ chuyển ra ngoài ở." Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cơ thể, cô giấu những ngón tay đang run rẩy của mình kia ra phía sau, cố tỏ ra là mình ổn, ừ một tiếng. "Sofa không được to lắm." mà bùi giá lại tận mét chín ngủ ở đó chắc là sẽ phải nằm cuộn người lại không thoải mái chút nào nhưng cậu ta đã không đợi được nữa muốn vạch rõ danh giới với cô rồi nằm trên giường cô lại châm một điếu thuốc khác nhìn vào làn khói mờ mờ ảo ảo suy nghĩ cuối cùng cũng có thể đưa ra được một kết luận chắc là đàn chị kia kiên trì theo đuổi cậu ta lâu như vậy cuối cùng cũng làm cậu ta cảm động rồi vậy nên bùi giá không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa quan hệ giữa hai người bọn họ Vốn dĩ mong manh như vậy mà Không sao cả Cô có thể hiểu Cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi Sáng ngày hôm sau Khi Trần Đào ngủ dậy Bùi giá đã thu dọn xong hành lý Cậu ta đứng ở cửa ra vào vali để bên cạnh Chìa khóa dự phòng mà trước đây cô đưa cho cậu ta Được để gọn gàng trên tủ giày Trần Đào đứng dựa vào tường ngẩng đầu nhìn cậu ta Khẽ nhướng mày, cười hỏi Có cần tôi cầm hộ ít đồ xuống dưới không? Không biết tại sao Bùi giã có vẻ không được vui lắm Cậu ta khẽ chừng mắt lườm cô một cái Rồi lẩm bẩm Không cần Ừm. Trần Đào vẫy tay chào cậu ta Vậy tạm biệt nhé em trai Lúc ra ngoài Trần Đào mới phát hiện Những bức ảnh mà bùi giã mang đến kia Vẫn đang được treo ở bên ngoài phòng khách Bùi giã ra đi thật dứt khoát Đến cả mấy thứ này cũng không thèm mang theo Trần Đào vốn muốn gỡ nó xuống Khi xuống lầu thì tiện tay vứt luôn vào thùng rác. Nhưng kết quả là không biết có phải bùi giá đóng đinh chắc quá không. Cô gỡ một lúc lâu vẫn không gỡ xuống nổi. Lại sợ đi làm muộn nên cô đành phải tạm thời bỏ qua. Trong thế giới của người trưởng thành, riêng công việc thôi đã chiếm mất 2 phần 3 sức lực rồi. Cô chưa kịp đau thương gì, đã bị các dự án cần sửa và đơn tử cần phải ký để chết rồi. Hơi sức đầu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mãi đến khi sắp tan làm, cô mới có thời gian xem qua tin nhắn Kết quả là vừa mới nhìn đã thấy tin nhắn của bùi giã gửi đến. Chị, em đang ở dưới công ty chị rồi. Sao? Đến tìm cô đòi chi phí chia tay à? Hiếm khi không phải tăng ca, quẹt thẻ xong, Trần Đào sách túi rồi đi xuống bên dưới. Vừa nhìn cái đã thấy ngay bùi giã đang ngồi ở ghế. Lúc này cũng đã là cuối thu rồi, bùi giã kéo lại mũ áo, ngừng đầu nhìn cô. Khuôn mặt cậu ta bị trời tối làm cho hơi mơ hồ, chỉ có đôi mắt là sáng một cách lạ lùng. Cả đoàn người ra về Đang ùn ùn kéo đến ở phía sau cô Trần Đào nhìn bùi giã Sau đó nói Tôi không có tiền Ánh mắt cậu ta hiện lên vài tiêu hoài nghi Nhưng rất nhanh sau đó Cậu ta không để ý đến nữa mà cười nói Không sao cả Vậy tối nay em mời chị ăn cơm Trần Đào khó hiểu nhìn cậu ta hỏi Cậu đến đây để đi ăn cơm thôi sao Vâng Bùi giã gật đầu Sau đó đứng lên qua nắm lấy tay cô. Nói đúng hơn là đến tìm chị để đi hẹn hò. Cứ thế, cho đến khi Bùi Giã nắm tay cô đi xuyên qua dòng người, tìm được một nhà hàng tứ xuyên, ngồi vào bàn, gọi xong đồ ăn, cô mới phản ứng lại. Hóa ra, cậu ta không hề có ý định sẽ đá cô, vậy vì sao lại muốn dọn ra khỏi nhà cô chứ? Bùi Giã gắp một miếng rau đặt vào bát cô, sau đó nghiêm mặt nói, "Em thấy có thể là do trước đây cách mà chúng ta bên nhau có vấn đề vậy nên em muốn đổi cách khác để chị có thể cảm nhận được sức quyến rũ của em thích con người em trẻ con hết chỗ nói ăn cơm xong trong lúc đang dắt tay nhau đi dạo cô cố tình trêu ghẹo cậu ta lúc về đến hoa viên nhỏ dưới nhà cô cậu ta bị cô hôn cho Sao không chịu nổi nữa rồi nhưng vẫn quyết tâm đẩy cô ra sau đó liều mạng lắc đầu không được chị em phải về trường mai em lại đến tìm chị nói xong thì quay đầu chạy mất gió đêm lạnh buốt thổi qua làm cho nhiệt độ mặt cô cũng giảm xuống một chút trần đào đứng im ở đó ngây ra một lát rồi mới nhấc chân từ từ bước lên lầu những bức ảnh kia cuối cùng vẫn không bị cô gỡ xuống ngược lại còn nhiều thêm một tấm nữa là ảnh lúc ăn tối xong được in miễn phí ở quầy thu ngân vào lúc trần đào còn đang đứng chiêm ngưỡng những bức ảnh kia thì mẹ trần đột nhiên gọi tới điện thoại được kết nối Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói quen thuộc mà hết sức nghiêm nghị. Trần Đào, thế là thế nào? Con và Trần Hưng chia tay rồi. Vâng. Tại sao không nói với mọi người trong nhà? Giọng mẹ Trần tràn đầy sự bất mãn. Hai đứa bên nhau 8 năm rồi, nên sớm về với nhau, sao lại chia tay? Có phải con lại dở chứng đấy không? Lời mẹ Trần nói kéo cô, người đang đắm chìm trong mộng tưởng mà bùi giã tạo ra về với thế giới thực tại này. Trần Đào mệt mỏi, khẽ xoa xoa ấn đường, lạnh giọng. Là do Hà Trần Hưng ngoại tình, bị con bắt tại trận, vậy nên con mới muốn chia tay. Mẹ Trần trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó bố Trần là người nghe điện thoại. Ông nói, vậy con cũng không thể vội vàng đòi chia tay thế được. Đàn ông mà, phạm phải một chút sai lầm nhỏ, có đáng để con làm vậy không? Trần Đào, con cũng đã 26 tuổi không còn nhỏ nữa. Mọi người đều biết con và Hà Trần Hưng sống cùng nhau lâu như vậy rồi, Ngoài nó ra Con còn có thể gả cho ai nữa Ai còn muốn lấy con nữa Đột nhiên cô không biết phải nói gì Sự giáo dục mà họ dành cho cô Hình như đều là như vậy Họ luôn phân biệt đối xử Và sử dụng quyền lực của bậc làm cha làm mẹ Để kiểm soát thái quá cuộc sống của cô Thậm chí còn không cho cô tự mình quyết định Quả nhiên không đợi cô trả lời Bố Trần đã tự mình ra lệnh Ngày mai Con đi xin lỗi Hà Trần Hưng Nói về đó nó, con vẫn muốn kết hôn nếu không sau này con không thể gả ra ngoài bố và mẹ con làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa trần đào không hề do sự gì nữa tắt luôn điện thoại đi bố trần giận dữ gửi tin nhắn đến nếu như con không chịu làm theo lời bố nói tết này cũng đừng về nhà nữa bố không có đứa con gái như con trần đào siết chặt điện thoại tức giận gõ lên màn hình là vì trước đây bố cũng từng ngoại tình vậy đây mới cảm thông cho hà trấn hưng vậy sao trần đào con ăn nói thế à Bố là bố của con đấy Trần Đào cười nhạt một tiếng Sau đó tắt cuộc trò chuyện đi Năm cô 14 tuổi Bố Trần ngoại tình Chính mắt cô nhìn thấy ông ấy cùng với một người phụ nữ tóc xoăn Dài cùng nhau vào khách sạn Về nhà cô có nói với mẹ Bà ấy nghe xong Chỉ thản nhiên ừ một tiếng Không thay đổi sắc mặt Cũng không có phản ứng gì khác Cứ thế đến tận một tuần sau Cô mới không nhịn được hỏi bà ấy Mẹ không ly hôn về bố con sao Lúc đó Bà ấy dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô Sao lại phải ly hôn vì chút chuyện nhỏ này Ngày tháng sau này còn muốn sống tốt nữa không Trần Đào không thể nào hiểu nổi Thu nhập của mẹ Trần không hề thua kém gì bố Trần Thậm chí trong cái nhà này Bà ấy còn là người bỏ ra nhiều hơn Nhưng họ lại sống trong một thành phố nhỏ lạc hậu Đến tư tưởng cũng bị ngăn chặn Chỉ có thể dừng lại ở 20 năm trước Bây giờ thành phố ấy đã phát triển nhanh một cách chóng mặt rồi Nhưng suy nghĩ của họ thì không thậm chí họ còn muốn đồng hóa cả cô nữa. Thì đại học xong, cô đăng ký vào một trường đại học cách nhà rất xa, không dễ dàng gì mới có thể tự mình thoát ra khỏi nơi đó. Sau khi đi làm, cô đặt ra cho bản thân những quy tắc và mục tiêu riêng, cố gắng để cho bản thân không biến thành những người giống như họ. Nhưng họ lại lúc nào cũng muốn dùng mọi cách bắt cô quay về. Vài ngày sau, trong khi làm việc, vào lúc cô đang cắm đầu cắm cổ vào tăng ca để làm cho xong thì đột nhiên nhận được điện thoại từ một số lạ. Trần Đào, chúng ta nói chuyện chút đi. Trần Đào khẽ nhăn mày. Hà Trần Hưng. Đào Đào, hôm qua chú và dì gọi điện cho anh. Hai người họ cũng không tán thành việc chúng ta chia tay. Đầu dây bên kia, Hà Trần Hưng cố nói với một giọng nói dịu dàng. Nhưng giọng nói của anh ta vẫn không thể giấu được có vài phần kiêu ngạo. Anh chỉ nhất thời hồ đồ. Anh cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện với Đình Đình rồi. Sau này anh và cô ấy sẽ không liên lạc gì nữa, sang năm chúng ta kết hôn được không? Tay Trần Đào siết chặt điện thoại, không cần nghĩ cũng biết là tối qua bố mẹ Trần đã gọi điện cho Hà Trần Hưng, không biết họ đã hạ thấp cô trước mặt Hà Trần Hưng, thậm chí hạ thấp cả bản thân mình để cầu xin anh ta tha thứ cho cô thế nào nữa. Trong suy nghĩ của họ, thế giới này lên như vậy, cho dù Hà Trần Hưng ngoại tình, phản bội cô, nhưng chỉ vì cô đã sống chung cùng nhau với anh ta 4 năm, vậy nên cô chỉ có thể gả cho anh ta mà thôi quan điểm của bố mẹ tôi không đại diện cho quan điểm của tôi chúng ta đã chia tay rồi trần đào lạnh nhạt nói tôi còn đang làm việc không còn chuyện gì thì tôi tắt máy đây hà trần hưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa trần đào chẳng qua cô cũng chỉ là đồ phụ nữ dễ dãi mà thôi cô làm cao cái gì thằng nhóc kia có biết là cô đã bị tôi đây chơi tám năm rồi không trần đào đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi văn phòng đi đến chỗ thang bộ nơi không có ai qua lại, mới bắt đầu nói. Vậy để tôi nói cho anh biết, 8 năm này, lần nào tôi cũng phải diễn như vậy thực sự rất khổ sở. Anh thực sự không ổn chút nào đâu, biết chưa hả? Sau đó, cô tắt điện thoại trong tiếng bắn chửi ở đầu dây bên kia của Hà Trần Hưng. Trần Đào đứng lặng người ở chỗ cầu thang bộ một lúc lâu, mãi đến khi điện thoại rung mới hoàn hồn trở lại, là tin nhắn của Bùi Giã. Bùi Dã gửi đến một cái biểu tượng con mèo siêu đáng yêu, sau đó hỏi cô, Đào đào, tối nay ăn bún nhé. Trần đào trả lời lại là được. Đợi đến khi thấy nước mắt rơi tì tách lên trên màn hình điện thoại, tầm nhìn bị mờ đi, cô mới ý thức được là mình đang khóc. Chiều hôm ấy, Bùi dã đến đón cô, nhìn thấy mắt cô còn hoe hoe đỏ, cậu ta liền cuống lên. Chị, chị sao thế? Trần Đào lắc đầu. Không sao, gặp phải chút vấn đề trong công việc thôi. Nhìn thấy cậu ta vẫn không yên tâm, cô đành phải cười, nói. Yên tâm, giải quyết xong rồi, đi ăn cơm thôi. Trong lúc ăn cơm, Bùi Giã nói với cô, đã có kết quả của cuộc tuyển chọn, cậu ta thành công gia nhập đội tuyển tỉnh rồi, tháng sau sẽ chính thức bắt đầu luyện tập. Đũa của Trần Đào hơi sững lại trong không trung. Chuyện vui thế này, đáng nhẽ phải ăn mừng một bữa ra trò mới đúng chứ. Bùi Giã ngẩng đầu lên, nhìn cô tủm tỉm cười rồi nói, "Chị hôm nay một cái, xem như là qua chúc mừng được không?" Câu này của cậu ta làm trái tim yếu đuối mỏng manh của cô tan chảy. Trước khi về nhà, Trần Đào kéo bùi giã vào một góc tối trong hoa viên, hôn cậu ta một cái thật sâu. Tay cậu ta ôm chặt để eo cô, cách hai lớp áo cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ở tay cậu ta đang tăng lên. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ lùi lại, bùi giã rụi mặt vào vai cô, nhõng nhẽo nói. Em nhớ chị chết mất thôi. Trần Đào cảm thấy buồn cười. Vậy thì cậu chuyển về đi, không được, em phải chứng minh được là Ngoài cơ thể ra, em vẫn có những thứ khác Có thể thu hút được chị Bùi giã không nỡ đi về Còn ôm cô thêm một lúc thật lâu nữa Mới chịu rời đi Trước khi đi, còn lấy một bức thư Từ trong tùy áo ra, nhét vào tay cô Em về đây, chị mang về nhà Mới được đọc đây nhé Về đến nhà mở bức thư ra Cô mới biết, họ ra cậu ta vậy mà Lại viết thư tình cho cô Bùi giã viết rất nghiêm túc Lại còn viết thêm phần lưu ý để không bị gạch xóa Đây là bức thư mà em đã chép đi chép lại tận 6 lần đấy Biết không hay cũng không được chê Chị Hy vọng sự cố gắng của em Có thể khiến chị thực sự cảm nhận được là Chúng ta đang yêu nhau Trần Đào nhìn dòng chữ đó rất lâu Sau đó nhét lại lá thư vào trong phong thư Cẩn thận đặt vào trong ngăn kéo tủ Ngày hôm sau là thứ sáu Cả một ngày trời Bùi giã không liên lạc với cô Cô còn tưởng là cậu ta đã xảy ra chuyện gì rồi cơ Kết quả là tan làm về đến nhà mới thấy cậu ta đang ngồi sùm trước cửa nhà cô. Nghe thấy tiếng động liền bày ra cái vẻ mặt đáng thương nhìn cô. Trần Đào nhìn cậu ta khẽ nhướng mày rồi rút chìa khóa ra mở cửa. Vào đi. Bụi giã léo đéo đi theo cô vào trong nhà còn rất tự giác mà thay giày ra. Trần Đào ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta. Muốn chuyển về rồi. Vâng. Bụi giã gật đầu như gà mổ thóc Nhìn cô với đôi mắt cún long lanh Chị Em nhớ chị lắm rồi Cô biết ngay mà Thanh niên trai tráng 18 tuổi sinh lực rồi sao Có mà nhịn được đấy Bấm ngón tay tính thử Từ hôm cậu ta chuyển ra ngoài đến hôm nay Vừa tròn một tuần Trần Đào uống một ngụm sữa trong cốc Thu lại nụ cười Được Nhưng cậu giải thích một chuyện trước đã Cậu muốn chuyển về đây Là vì chuyện của cậu và tưởng bạn mạn không thành à Làm gì có chuyện đó Bùi giã đang ngồi trên sofa Lập tức nhảy dựng lên Trong đôi mắt xinh đẹp kia toát lên vẻ tổn thương Chị Sao chị có thể nghĩ em như vậy Em không liên quan dính dáng gì đến cô ấy cả Trần Đào thở phào một cái Sau đó nói đến chuyện buổi tối ngày hôm đó Nhìn thấy tin nhắn của tưởng mạn mạn cho cậu ta nghe Bùi giã còn chưa đợi cô nói xong Đã vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cô Thanh Minh Vì cô ấy là người của hội sinh viên Phụ trách những tài liệu liên quan đến việc xin học bổng loại đặc biệt mà hai ngày hôm ấy em không ở trường Giấy tờ vẫn chưa nộp lên trên Vậy nên mẹ hẹn cô ấy sáng hôm ấy gặp nhau ở cửa nhà ăn Để đưa giấy tờ Đúng là trước đây cô ấy từng theo đuổi em Nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau Em đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi Bùi giã dừng lại một chút Rồi nói tiếp Chị, ngoài chị ra Em không cần ai khác nữa Trần Đào đặt tay lên ngực mình Lúc này mới phát hiện ra Tim cô đang đập loạn lên trong lồng ngực Đợi đã, Đột nhiên bùi giã kêu lên Vậy nên buổi tối hôm ấy Chị tưởng là em đi gặp tưởng mạn mạn Nên mới nói những lời đó chọc tức em đúng không Trần Đào quay mặt đi Tranh ánh mắt cậu ta Sau đó lì nhi nói Ây à chuyện gì đã qua rồi Thì cho nó qua luôn đi Còn chưa nói xong Đã bị người nào đó đè ra sofa Sau đó là một nụ hôn nóng mỏng ập tới Chị Chị phải bù đắp cho em Ây à Bảy ngày không ngủ, bể chết cô rồi. Trần Đào và Bùi Giã yêu nhau thật rồi. Lần này không phải chỉ là mối quan hệ xác thịt kia nữa, mà là yêu nhau một cách chân chính. Chỉ là cô không biết phải làm sao để có thể nói với cậu ta. Cô đã từng có một người bạn trai, hai người bạn họ đã yêu nhau 8 năm, còn suốt chút nữa thì đi đến hôn nhân rồi nữa. Cũng chính vào lúc này, cô mới ý thức được rằng Mặc dù cô đã cố gắng chạy ra khỏi cái thế giới bị bố mẹ không chế về mọi mặt kia Nhưng 18 năm đầu đời Cô vẫn không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng Bởi những cái tư tưởng lạc hậu đó của họ Đúng là giờ cô vào bùi giã đã yêu đương một cách nghiêm túc Nhưng mối quan hệ này thực sự vẫn rất là mong manh Ví dụ như đến bây giờ cô vẫn không biết Rốt cuộc bùi giã thích cô từ lúc nào Trần đào cô cũng chỉ là một người bình thường Trong vô số những người bình thường khác cũng chỉ vì sự chủ động của buổi tối ngày hôm đó Mà cô và cậu ta mới liên quan đến nhau Loại tình cảm bắt nguồn từ dục vọng thế này Vốn sĩ đã mong manh rồi Có thể duy trì được bao lâu chứ Mọi thứ đều không có gì chắc chắn cả Trước khi tham gia huấn luyện khép kín ở đội tuyển tỉnh Vào cuối tuần Bùi xã đã đưa cô đến thư viện trường cậu ta Ăn cơm trưa xong Lại đi đến bể bơi Không biết có phải là do hôm nay là cuối tuần không Mà ở bể bơi chỉ có lác đác vài người Bùi xã thay quần bơi Làm lộ ra đám cơ ngực và cơ bụng chết tiệt kia Sau đó đứng trước mặt cô vênh váo Thấy cảnh này có quen không? Đào đào Quen mắt Làm sao mà không quen cho được Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau Cô đã bị chính cái dáng vẻ này của bùi giã Thu hút chứ còn gì nữa Trần Đào cầm khăn tắm Ngồi lên băng ghế dài Nhìn cậu ta nhảy xuống hồ bơi Bơi qua bơi lại mấy vòng Sau đó cả người ướt đẫm trèo lên bờ Đi đến trước mặt cô Giang rộng hai tay ra Lau sạch đi rồi ôm Bùi giã cúi thấp đầu xuống Nhìn cô nũng nịu nói Chị lau giúp em đi Trần đào khẽ nhướng mày Sau đó vẫn cầm lấy khăn tắm Giúp cậu ta lau nước trên cơ thể Trong lúc lau đầu ngón tay Cố tình chạm vào người cậu ta Rất nhanh sau đó cô thấy ít hầu của bùi giã Khẽ chuyển động Sau đó cậu ta giữ lấy tay cô, khẽ nói Được rồi, để em tự lau bùi xã lau qua loa vài cái rồi ôm chầm lấy cô sau đó quay lại phòng thay đồ thay quần áo đầu tóc bù xù bước ra ngoài nằm lấy tay cô xong rồi chị chúng ta đi thôi đi đâu hẹn hò bùi xã nói xong hôn lên trán cô một cái rồi quay đầu đi ra phía cửa lớn của bể bơi hôm nay chắc là lần cuối trong năm nay rồi cuối năm nay bọn em có một cuộc thi quan trọng sắp phải tập luyện khép kín tận một tháng lận Bùi giã nói xong lại thở dài một cái Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã <laughs> Tiếc thật Không thể đón năm mới cùng chị Trần Đào khẽ cắn môi Không nói gì Chỉ dùng lực nắm chặt tay cậu ta hơn một chút Lần hẹn hò cuối cùng trong năm nay của cô và Bùi giã Là ở nhà cô Buổi tối Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi Cô nằm dài bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài Đột nhiên sau lưng cảm thấy rất ấm áp Bùi giã khẽ hôn lên bành tay Rồi nói nhỏ May thật Vẫn được ngắm tuyết với chị Đắm mình trong những bộn bề của công việc, cuộc sống Cô cho rằng mình chẳng còn hơi sức đâu mà yêu với trả đương nữa Nhưng bùi giã Thực sự là một đứa trẻ Làm cho người ta không thể kìm lòng được Cậu ta kéo cô ra khỏi trạng thái cẩn trọng và tây bì cảm xúc Khiến cô không kiềm chế được Mà lại một lần nữa Bỏ ra tấm chân tình đã cất giấu từ lâu của mình nhưng chính cô hiểu rõ hơn ai hết Giữa cô và cậu ta Định sẵn là sẽ không có kết quả gì Sau khi bùi dã đi Cô lại bắt đầu khôi phục cuộc sống như trước đây Nhưng cuối cùng Vẫn không thể qua về như trước Ví dụ như việc cậu ta rất dính người Mặc dù đã đi huấn luyện rồi Bận tập luyện Nhưng cậu ta vẫn tranh thủ nhắn tin cho cô vào giờ giải lao Chị Chuyên gia dinh dưỡng của đội tuyển tỉnh Lập chế độ ăn uống riêng cho bọn em Nhưng mà em thèm ăn lẩu quá Chị nhớ phải ăn nhiều hoa quả vào nhé, nếu chị bận không có thời gian, em mua cho chị một thùng cam, tan làm chị quay về thì nhớ lấy nhé." Buổi tối hôm đó, cô vừa mới mở thùng cam ra thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Bà ấy nói, bố Trần tự nhiên thì bị ốm nặng, nói cô rảnh thì về nhà thăm ông ấy. Trần Đào xin nghỉ phép ngay trong đêm, đặt mua vé chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm sau. Vậy mà đợi đến khi cô khó khăn lắm mới về được đến nhà, lại thấy hai người họ bình thản đang ngồi trước bàn ăn cơm sững sờ một lát Sau đó cô tức giận quay đầu rời đi luôn Nhưng sau đó nghe thấy tiếng bối trần quát lên ở phía sau Đứng lại Ông ấy giả bệnh lừa cô về nhà Mục đích là bắt cô đi xem mắt Nghe nói Đó là con trai của bạn mẹ Trần hồi cấp 3 Vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh Cùng mới thi đỗ nhân viên công chức ở khu nhà cô Tiền đồ rộng mở Hai người họ biết là cô và Hà Trần Hưng Không thể cứu vãn nữa rồi Vậy nên không dễ dàng gì Mới nói chuyện được với bên kia để anh ta chịu gặp cô một lần cùng ăn bữa cơm tìm hiểu lẫn nhau trần đào đứng dựa vào tường lạnh nhạt nhìn họ nói con có bạn trai rồi bố trần đập mạnh đuôi đũa xuống bàn bố nghe hà trần hưng nói rồi đó là một thằng nhóc còn đang học đại học nhỏ hơn con tận mấy tuổi trần đào con không biết xấu hổ nhưng bố mẹ thì vẫn còn cần thể diện hiểu chưa tim cô bỗng cảm thấy đau nhói cô quay người muốn rời đi nhưng khi thay vừa chạm vào cửa thì nghe thấy mẹ Trần lạnh lùng nói Điều hôm nay con dám đi Sau này không cần về nữa Mẹ và bố con xem như không có đứa con gái như con Trần Đào đứng im ở đó một lúc lâu Thấy cô không đi Mẹ Trần mới dịu lại một chút Bà ấy đi đến bên cạnh Đặt tay lên vai cô Dịu dàng nói Ngoan, Đào Đào Chúng ta đi gặp thử một lần Ăn một bữa cơm Cũng đâu phải là bắt con phải lấy người ta luôn đâu Đúng không, nhé Trần Đào nhìn bà ấy chợt nhớ lại ngày tháng trước đây Từ nhỏ đến lớn Lúc nào hai người họ cũng vậy Đầu tiên là quát mắng dọa nạt Sau đó sẽ hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành cô Hình như họ biết rằng Cô sẽ không thể từ chối Đúng thật là cô không thể nào thắng được họ Cho dù tam quan của cô và họ Có khác biệt như thế nào Cô cũng không thể nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với họ được Buổi tối hôm đó Nằm trên giường trong phòng ngủ Trần Đào nhắn tin cho Bùi Giã Nói cô phải về nhà một chuyến Chắc là vài ngày nữa mới về đó được Bùi giã không nói gì khác cả Chị hỏi cô địa chỉ nhà ở Nói muốn mua quà năm mới cho cô Nhắc cô nhớ phải nhận Chị, không dễ dàng gì mới được về nhà một chuyến Nhớ tâm sự với cô chú nhiều một chút Ừ Trần Đào không nói thêm gì nữa Hôm sau trời vừa sáng Mẹ đã lôi cô dậy Bắt cô trang điểm Thay một bộ quần áo trông thật hiền lành đoan trang Địa điểm xem mắt là một nhà hàng đồ Tây gần nhà cô Trần Đào ngồi đối diện với người kia Anh ta mặc vest đi dậy ra Ánh mắt nhìn cô đầy soi mói Một lúc sau cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng Nghe mẹ tôi nói Năm nay cô 26 tuổi rồi Đúng Trần Đào khẽ nhếch khóe môi Tháng 6 năm sau là tròn 27 Đã lớn tuổi như vậy Vẫn một mình đi làm ở nơi khác Anh ta khẽ cau mày Ánh mắt lộ rõ sự khinh thường Lương tháng được bao nhiêu Cô định khi nào thì về quê hẳn trong thời gian tới vẫn chưa có ý định quay về trần đào bình thản nói tôi đang mua trả góp một căn nhà ở thành phố a trước khi trả xong tôi sẽ không đổi công việc khác vậy là cô đang gánh nợ à thế này chẳng phải là cô đang tìm người trả nợ thay cô đó sao anh ta đặt cốc xuống bàn nói bán nhà đó đi sau đó quay về hẳn đây vậy thì tôi sẽ xem xét đến quan hệ của chúng ta trên khuôn mặt bóng dầu đó thoáng hiện lên sự ngạo mạn trước khi đến đây mẹ trần đã từng nói anh ta có một căn nhà ở quê, lương một năm bảy con số, đây có lẽ chính là thứ khiến anh ta tự tin như vậy. Trần Đào còn tưởng rằng mình sẽ tức giận lắm cơ, nhưng giây phút ấy cô lại thấy rất bình thường, chắc là vì cô đã từng tiếp xúc với loại người này quá nhiều rồi, nên cô mới biết người như Bùi Giã đáng quý biết nhường nào. Được, vậy anh không cần suy nghĩ xem xét gì nữa. Trần Đào đứng dậy trước sự ngạc nhiên của anh ta, khẽ cười nói tiếp. Về nói với mẹ anh là tôi không vừa mắt anh Khi cô ra đến ngoài Tuyết lại rơi rồi Ngoài đường người người qua lại đông đúc Cô cho tay vào trong túi áo Chậm chậm bước đi trong vô thức Đi qua phố phường nhộn nhịp Bước đến trước một con ngõ nhỏ Trần Đào thấy điện thoại rung lên Nên lấy ra xem Là mẹ Trần gọi đến Không cần nghĩ cũng biết là bà ấy sẽ nói những gì Nên cô tiện tay tắt luôn đi Không lâu sau điện thoại lại rung lên Cô không thèm nhìn xem ai gọi cứ thế nghe luôn, nói: "Ngày mai con về thành phố A?" "Hả, nhanh vậy sao?" Một giọng nói thân quen truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, là Bùi Dã. Trần Đào hơi sững lại, thở hắt ra một cái, từ nãy đến giờ tâm trạng đang căng như dây đàn, trong khoảnh khắc thoải mái hẳn ra. "Cuộc thi kết thúc rồi." "Ừ." Bùi Dã ừ một tiếng, rất nhanh sau đó nói tiếp: "Chị, chị còn ở quê không? Gửi định vị cho em đi." Trần Đào gửi định vị cho cậu ta. Nửa tiếng sau, cậu ta mặc áo khoác dài sụ đứng trước mắt cô, giơ hai tay về phía cô. Đào đào, ôm. Sao cô lại ở đây? Sáng nay sau khi cuộc thi kết thúc, em liền thu dọn đồ đạc, sau đó mua vé chuyến bay sớm nhất đến đây. Mùa đông ở miền Bắc, buổi tối thường xuất hiện sương mù. Phía sau cậu ta mở mịt sương, chỉ có ánh đèn đường màu vàng nhạt đang chiếu sáng. Một tháng không gặp, cậu ta hơi gầy đi, làm người đã cao giờ còn cao hơn ngũ quan cũng rõ nét hơn nữa da trắng mắt sáng cậu ta như một vì sao lạc giữa nhân gian vậy trần đào ngẩng đầu nhìn bùi giã khịt khịt mũi không ôm mà thành thật nói với cậu ta bùi giã tôi mới vừa đi xe mắt về xong ngón tay đang dừng giữa không trung của cậu ta khẽ run lên mặc dù không thành công nhưng tôi vẫn còn có một chuyện khác muốn nói với cậu trần đào nghĩ một lát rồi nói Trước đây, tôi có một người bạn trai, chúng tôi yêu nhau 8 năm rồi. Chúng tôi chỉ vừa mới chia tay vài ngày trước khi tôi gặp cậu. Bùi Giã căng thẳng nhìn cô hỏi, "Vậy nên, chị muốn quay lại với anh ta?" Lần này đến lượt cô ngây ra đấy. Một lát sau, Trần Đào cười nói, "Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng. Bùi Giã, đúng là tôi rất thích cậu, nhưng tôi lớn hơn cậu tận 8 tuổi, còn có một quá khứ phức tạp, có lẽ chúng ta không thích hợp lắm. Trần Đào đã nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng vẫn quyết định để cho cậu ta có thể nhìn thấy thế giới của cô một cách rõ ràng, nếu không, nó sẽ thực sự không công bằng đối với Bùi Giã. Nhưng còn chưa nói xong, cậu ta đã ngắt lời cô. "Chị có thể nói lại một lần nữa không?" "Bùi Giã, đúng là tôi thực sự rất thích cậu, nhưng..." "Được rồi, chỉ cần câu này thôi." Bùi Giã nhào qua ôm chầm lấy cô, áp mặt lên vai cô. Giọng vô cùng thoải mái nói, "Chị, chị có biết không, em chờ câu này của chị lâu lắm rồi." Tay cô giơ giữa không trung một lát, rồi mới cẩn thận đưa qua, nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu ta. "Bùi Giã, cái tôi muốn nói không phải cái đấy, nhưng em muốn nghe chính là cái này." Bùi Giã không ôm cô nữa, nhưng lại đặt tay lên vai cô, cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt cô. "Đào Đào, chị muốn nói gì?" chỉ vì chỉ có một người bạn trai cũ đã từng ở bên nhau rất lâu vậy nên em không nên yêu chị nữa hay chị thấy vì chuyện này mà em sẽ không thích chị nữa lần đầu tiên cô phát hiện người con trai lúc nào cũng làm nũng tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt cô hóa ra cũng có lúc có khi thế mạnh mẽ như thế này đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia của cậu ta đột nhiên cô thấy thực sự rất căng thẳng không nói được gì nhưng em sẽ không như vậy bùi giã cúi đầu hôn lên môi cô Đào đào Em không phải là người như vậy Trần đào nhắm mắt lại Một lát sau mới mở mắt ra Bùi Dã Cậu không hiểu đâu Tôi không còn nhỏ tuổi nữa Công việc đã chiếm phần lớn cuộc sống của tôi Có trang điểm thế nào Cũng không thể che hết nếp nhăn trên mặt nữa Bốn năm sau khi cậu tốt nghiệp Tôi cũng đã 30 tuổi rồi Ngừng lại một chút Cuối cùng Trần Đào vẫn quyết định nói ra câu nói đó Hơn nữa Khi vừa mới bắt đầu từ kiểu quan hệ đó tình yêu của cậu đối với tôi có thể kéo dài bao lâu chứ?" Bùi Giã kinh ngạc nhìn cô, vừa mở miệng định nói gì đó thì ở phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng hét trói tai. "Thả tôi ra." Trần Đào vội quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô bé người gầy gò nhỏ bé đang bị một người đàn ông giữ chặt trong lòng. Trong ngõ này có không ít quán bar, cô gái kia chắc là uống say rồi, đi đường còn không được vững, tay chân càng không có sức. Người đàn ông kia vừa ôm chặt lấy cô ấy vào lòng Vừa dỗ dành Ngoan nào, ngoan nào Có gì để về nhà nói, đừng gây sự nữa Tôi không quen biết ông Cô gái ấy cầu cứu người qua đường Kết quả bị người đàn ông kia kéo lại Cười cười nói Bạn gái tôi, vừa rồi chúng tôi cãi nhau Cô ấy uống nhiều quá nên say rồi Trần Đào kéo theo cả buổi giã đi qua đó Người đàn ông vừa cố gắng giữ chặt tay cô gái Đang bùng loạn lên Vừa ngẩng đầu lên Dùng những lời đó giải thích về hai người bọn họ đây là bạn gái tôi Cô ấy là bạn gái anh Anh không quản được bạn gái mình Để cô ta đi quyến rũ bạn trai tôi Còn ăn trộm trang sức của tôi Cánh tay đang nắm tay bùi giã Được cô dùng lực bóp thật mạnh Trần Đào quay đầu hỏi cậu ta Anh nhìn thử xem Đây có phải là người mà anh gọi là Linh Linh kia không Bùi giã nhìn cô một cái Sau đó rất ăn ý gật đầu chắc nịch Đúng là cô ta Được lắm Trần Đào gật đầu sau đó sông vào chỗ người đàn ông kia đang đứng Bạn gái của anh Lấy của tôi một chiếc dây chuyền Tiffany Và một chiếc vòng tay Cartier Sau đó chạy mất Còn chặn luôn số của bạn trai tôi Anh bảo cô ta trả đồ lại cho tôi trước đi Không thì anh phải trả thay cô ta Nếu không chuyện này không xong với tôi đâu Người đàn ông kia nhăn mày Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới Ngay khi ánh mắt anh ta lộ ra một chút hung tợn Cô liền kéo lấy tay anh ta nói lớn Không trả tiền đúng không Vậy thì báo cảnh sát để cho cảnh sát xử lý chuyện này Chắc là nghe thấy cô nhắc tới cảnh sát Lại còn có bùi xã đang đứng bên cạnh Người đàn ông đó liền thay đổi thái độ Sau đó hất cô gái kia rồi bỏ đi Trần Đào đợi lấy cơ thể đang trao đảo kia Rồi hỏi cô ấy Không sao chứ Không, không sao Cô ấy liều mạng lắc đầu Liên tục nói cảm ơn cô Đó không phải bạn trai em hẳn tha thấy em say rồi nên muốn đưa em đi Cảm ơn chị nhiều lắm Cô ấy vẫn đang còn là sinh viên Bị thất tình, nên mới chạy đến quán ba uống rượu. Trần Đào nghe cô ấy giải thích xong, chỉ đành thở dài một cái, rồi lấy điện thoại ra giúp cô ấy liên lạc với bạn cùng phòng, sau đó gọi taxi đưa cô ấy về đến cổng trường. Hai cô nhóc rồi rít cảm ơn, Trần Đào chỉ xua xua tay, mắt nhìn thấy bọn họ đi vào trường rồi, cô mới cảm thấy yên tâm. Tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, làm cô mệt mỏi hết cỡ, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nên cũng không muốn tiếp tục bàn chuyện kia với Bùi Giã nữa hai người bọn họ vào một khách sạn ở gần đó định nghỉ ngơi một đêm kết quả là cô vừa tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy bùi giã đang ngồi nghiêm túc nhìn cô nói chị em có chuyện muốn nói với chị nói gì chưa thay à trần đào đi qua đó ngồi xuống đối diện với bùi giã bình tĩnh để cậu ta nói tiếp kết quả là cậu ta vừa mở miệng đã nhắc ngay đến chuyện lần đầu hai người bọn họ gặp nhau chị lần đó em mang theo chứng minh thư là vì sáng hôm đó cần phải làm thủ tục đăng ký thông tin, không phải là do em có kinh nghiệm phong phú. Trần Đào sững người lại, sau đó mới ý thức được. Vậy mà Trương Tiểu Ngư lại dám ban đứng tôi. Tai cậu ta đỏ bừng lên, không được tự nhiên cho lắm, ho khụ một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác. Em chỉ muốn giải thích rõ hiểu lầm thôi. Chị, ngay từ khi bắt đầu, em đã thực sự rất nghiêm túc. Bùi giã, đó mới là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy. Không phải, Bùi giã lắc đầu Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trên tàu điện ngầm Lần đấy chị cũng giống như hôm nay Đã cứu một cô gái Trần Đào hơi giật mình Nhớ lại ngày hôm đó Tầm khoảng 3 năm trước Lúc đó cô vừa mới đi làm Trên đường đến công ty Thì nhìn thấy một cô gái đang cúi đầu cắn môi Cả mặt đều là nước mắt Mà phía sau cô ấy là một người đàn ông Hắn ta lợi dụng đám đông Giảm sỡ cô ấy Sau đó khi ấy còn trẻ mà Cô lập tức đứng ra Chỉ ra hành động đổi bại của tên kia Kéo cô gái về phía cô Trong giây lát cả tàu điện nháo nhào lên Có vài người tốt Đã đứng xa ấn tên xấu xa Còn đang đứng rảo biện kia xuống đất Đợi đến khi xuống chạm thì đưa hắn đến phòng bảo vệ Cô không đi theo nữa Bởi vì vẫn chưa đến chạm Cô còn sắp đi làm muộn đến nơi rồi Nhưng giờ khi nhớ lại Hình như trong số những người tốt bụng đó Có một người con trai, dáng người cao Nhưng vẫn còn đang mặc đồng phục cấp 2 nhìn có vẻ vẫn chưa thành niên nữa đào đào từ trước đến giờ em chưa từng thấy chị lớn tuổi khi đó lần đầu gặp được chị em đã thấy chị là một cô gái vừa lương thiện vừa dũng cảm sau đó gặp được chị ở bể bơi trong trường em thấy có lẽ đây chính là duyên phận rồi bùi giã ngừng lại một chút rồi nói tiếp vậy nên khi chị ra hiệu cho em như vậy mặc dù em thấy mọi chuyện không giống lắm so với tưởng tượng của em nhưng em không muốn lỡ mất chị Trần Đào lại thở dài một cái, khẽ lắc đầu. <laughs> Bùi giã, tôi có thể hiểu, nhưng lý do này không muộn chút nào. Nếu như cậu thích tôi chỉ vì một chuyện tốt mà tôi từng làm từ ba năm trước, thì tình cảm này cũng rất mỏng manh như thế kia thôi. Vừa dứt lời, tay cô đã bị cậu ta nắm chặt lấy. Không phải như vậy, đào đào, lúc đầu khi chúng ta ở bên nhau, đúng là do chuyện kia nên em thấy có thiện cảm với chị. Hơn nữa khi ở bể bơi, Em thấy chị rất đáng yêu, nhưng mà khi ở bên nhau rồi, thời gian càng dài, càng ngày em càng thích chị. Có thể bản thân chị không tự nhận ra, nhưng em biết chị đáng quý biết nhường nào. Bùi Giã còn nói với cô rất nhiều chuyện, ví dụ như lần trước cậu ta lừa cô nói cuộc tuyển chọn vẫn chưa kết thúc là vì cậu ta về nhà, nói với bố mẹ cậu ta rằng cậu ta có người yêu rồi. Ngay từ khi bắt đầu, cậu ta đã thực sự rất nghiêm túc. Ví dụ như cậu ta không hề cảm thấy cô là một người bình thường trong mắt cậu ta, cô lúc nào cũng tỏa sáng, mỗi lần cậu ta đến công ty đón cô đều có thể nhìn một cái là tìm thấy cô trong dòng người tấp nập. Cũng như chuyện, cậu ta không quan tâm đến chuyện cô đã từng ở bên cạnh Hà Trấn Hưng 8 năm, vì cậu ta xem trọng tương lai của hai người bọn họ hơn, cậu ta muốn có thể ở cạnh cô thật nhiều cái 8 năm ấy nữa. Đào Đào, em lớn bằng này rồi, chị là người con gái duy nhất mà em thích, sao chị có thể nghĩ tuổi tác có thể ảnh hưởng việc này chứ? Có thể em sẽ thay đổi nhưng trái tim của em Tình yêu của em Sẽ mãi mãi không thay đổi Trong đầu cô Nãy giờ chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ Chị rất đáng quý 26 năm cuộc đời Chưa từng có ai nói với cô như vậy Trần Đào vẫn luôn cảm thấy Bản thân chỉ là một người làm công ăn lương bình thường Không có thành tựu gì to lớn cả Cuộc đời cô cũng chỉ bình thường Như bao người khác mà thôi Ngay cả lúc đầu khi ở bên cạnh Hà Trần Hưng Cũng chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm bình thường tiếp xúc lâu ngày nên thành quen mà thôi. Kết thúc, hình như cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm. Nhưng hiện tại, người con trai mà cô thích đang nắm chặt tay cô, chân thành nói với cô, chị rất đáng quý, cũng rất đặc biệt. Có lẽ trong cuộc đời tẻ nhạt, dài đằng đẵng của mình, cô vẫn luôn đợi, đợi một người, đợi một câu nói như thế này thôi. Trần Đào nhào qua, ôm chặt lấy cậu ta, ghé sát vào tay cậu ta nói nhỏ. Tôi hồi hận rồi, bây giờ tôi đang cảm thấy trời sinh ra chúng ta đã là một đôi ngày hôm sau bùi giã theo cô về nhà bùi giã đóng cửa nhốt mình và bố mẹ trần trong phòng sách cũng không biết cậu ta đã nói những gì hai tiếng sau bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng sách mặc dù sắc mặt của bố mẹ trần vẫn không được tốt cho lắm nhưng vẫn nói với cô bỏ đi mà kệ mấy đứa trẻ các con bố mẹ không quản nữa thời gian nghỉ lễ vẫn chưa kết thúc nên cô vào bùi giã cùng nhau đi chơi một vòng Rồi mới về thành phố A Trần Đào còn cùng bùi giã đến gặp bố mẹ cậu ta Chắc là do bùi giã Đã nói rõ mọi chuyện về bố mẹ cậu ta trước Nên bố mẹ cậu ta đối xử với cô rất ôn hòa Thậm chí bố mẹ cậu ta còn dặn dò cô Khi bùi giã luyện tập ở đội tuyển tỉnh Ở nhà một mình chán quá Thì có thể đến thăm họ Họ sẽ nấu đồ ăn ngon cho cô ăn Ăn Tết xong Trinh Tiểu Ngư nói với cô Cậu ta và Đào Nghiêm yêu nhau rồi Trần Đào cười nói với cậu ta Không phải cậu nói không vừa mắt tình chị em sao Mình sai rồi Mấy em trai siêu thơm Cơ bụng càng quyến rũ Cuối tuần Trần Đào hẹn Trinh Tiểu Ngư ra ngoài ăn cơm Kết quả là mới ăn được nửa nồi lẩu Thì Bùi Xã và Đào Nghiêm tập luyện xong gọi điện thoại đến Thế là bữa cơm đang từ hai người Biến thành bốn người Đáng nhẽ cô và Trinh Tiểu Ngư còn định đi dạo phố Xong rồi mới về Nhưng ăn cơm xong không hẹn Mà hai người bọn họ tự giác ai về nhà đấy vào ngày sinh nhật 27 tuổi Bùi giã đã cầu hôn cô Bùi giã đau nhẫn lên tay cô Nghiêm túc nhìn cô nói Chị, em 19 tuổi rồi Còn 3 năm nữa thôi là chúng ta có thể kết hôn Nếu như là trước đây Cô sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy câu như này Nhưng giây phút ấy cúi đầu nhìn chàng trai trước mặt Đối diện với ánh mắt tràn ngập sự chân thành ấy Cô chỉ có thể gật đầu Bùi giã thở phào Đứng lên ôm cô thật chặt Trần Đào cũng ôm thật chặt cậu ta, cảm thấy giống như đang ôm lấy một nửa thế giới của mình vậy. Vâng, quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Anh Lê rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ, cũng như nhấn đăng ký kênh Top Chuyện Hay để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.